năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 1. Đồng hành với Ngài. Tôi tin chắc bạn cũng giống như tôi và nhiều phụ nữ khác, luôn mong ước có được mối liên hệ yêu thương, thân mật, sâu nhiệm với Đức Chúa Trời. Bạn khao khát sự gần gũi, sự nối kết, sự khẳng định bạn được yêu thương. Nhưng chỉ Đức Chúa Trời là đấng duy nhất có năng quyền làm trọn mọi ao ước đó cho bạn. Những nhu cầu cùng khát khao sâu thẳm nhất trong bạn chỉ có thể được đáp ứng qua mối tương giao mật thiết với Ngài. Chưa hề có ai biết rõ bạn như Chúa và yêu thương bạn như Ngài. Nhưng mối liên hệ thân thiết với Đức Chúa Trời mà tất cả chúng ta đều ao ước và không thể sống thiếu được, không hề tự nhiên mà có. Chúng ta phải theo đuổi, cầu nguyện, nuôi dưỡng và trân quý mối liên hệ ấy. Và chúng ta phải liên tục không ngừng nghỉ làm những điều này. Chúng ta không bao giờ có thể đến gần Đức Chúa Trời và biết rõ Ngài hoặc phát triển mối liên hệ thân mật như mình mong muốn nếu không dành thời giờ ở riêng với Chúa. Chính trong những lúc riêng tư như vậy, chúng ta mới được tươi mới, thêm sức và tưới mát. Lúc đó, chúng ta mới có thể nhìn cuộc sống mình qua đôi mắt của Chúa và khám phá đấng chúng ta thuộc về và tin cậy. Đức Chúa Trời có nhiều điều để phán với cuộc đời bạn. Nhưng nếu bạn không tách ra khỏi sự bận rộn của đời sống để dành thời giờ ở riêng với Ngài trong sự yên tĩnh và thanh vắng, thì bạn sẽ không nghe được tiếng phán. Tìm thời giờ một mình để cầu nguyện là rất khó, nhất là khi kẻ thù của linh hồn bạn luôn ngăn trở bạn. Nhưng nếu bạn ưu tiên dành thời gian và lên lịch cầu nguyện cụ thể, nếu bạn quyết tâm giữ đúng hẹn với Chúa mỗi ngày, bạn sẽ thấy lời cầu xin của mình được nhậm như chưa bao giờ có trước đây. Cầu nguyện có thể thay đổi cuộc đời bạn, nhưng thay đổi không phải lúc nào cũng xảy ra ngay khi bạn thốt ra những lời đầu tiên. Có thể phải mất một thời gian cầu nguyện liên tục, rồi bạn mới thật sự thấy cảnh trí thay đổi. Đó là điều bình thường, đừng vội bỏ cuộc. Hãy nhớ chuyến đi này không phải là chuyến dạo chơi ngắn ngủi, mà là cả chuyến hành trình định đoạt vận mệnh của bạn. Bỏ cuộc là bỏ cả cuộc đời. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Gia-cơ đoạn 4 câu 8. Lời cầu nguyện của tôi: lạy Chúa, con đến gần Ngài hôm nay, biết ơn Chúa vì Ngài đã đến gần con như Ngài có hứa trong lời Ngài. Gia-cơ đoạn 4 câu 8. Con khao khát được ở trong sự hiện diện của Chúa và mong ước được có mối liên hệ thân thiết và sâu sắc hơn với Ngài. Con muốn biết Ngài theo mọi cách có thể biết được. Xin dạy con điều cần học để biết Ngài nhiều hơn. Con không muốn làm người vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được, như Timôthê nhì đoạn 3 câu 7. Con muốn biết chân lý về Ngài là ai, vì con biết Ngài ở gần mọi người lấy lòng thành kêu cầu Ngài. Thi Thiên 145 câu 18. Con mở lòng đón nhận bất cứ điều gì Ngài muốn làm trong con. Con không muốn hạn chế Ngài bằng cách làm ngơ, không nhận biết Ngài theo bất kỳ cách nào có thể được. Lạy Chúa, xin giúp con dành thời giờ mỗi ngày để gặp Ngài cách riêng tư. Xin giúp con chống cự và loại bỏ mọi thứ ngăn cản con thực hiện điều này. Xin dạy con theo cách Ngài muốn và giúp con hiểu biết Ngài nhiều hơn. Chúa có phán: nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Giăng đoạn 7 câu 37. Con khao khát Ngài và đến với Ngài hôm nay. Uống thật sâu Thánh Linh Ngài. Con biết Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng con cũng biết sự hiện diện của Ngài vẫn còn nhiều cách bày tỏ sâu sắc hơn mà con mong ước kinh nghiệm được. Xin kéo con lại gần Ngài để con được ở trong sự hiện diện của Ngài mà con chưa từng có trước đây. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 2. Ngay thẳng trước mặt Ngài. Bạn không sống theo tiêu chuẩn để đạt tới tiêu chuẩn, nhưng để cho Đức Chúa Trời trở thành tiêu chuẩn của bạn. Bạn không cố gắng làm cho sự việc diễn ra hoặc khiến điều gì xảy ra, nhưng bạn có thể dâng hiến đời mình cho Đức Chúa Trời
và để Ngài khiến sự việc xảy ra theo ý Ngài. Sách này không nói về việc bạn phải làm một con người không phải là bạn, nhưng nói về việc trở thành con người thật của bạn. Nhưng để thấy được mọi điều này diễn ra, bạn phải hoàn toàn thành thật với chính mình và với Đức Chúa Trời về con người thật của bạn ngay lúc này. Bạn phải xem ý tưởng tẩy sạch tấm lòng không phải vì lòng bạn dơ bẩn, nhưng vì lời Đức Chúa Trời kêu gọi bạn phải hoàn toàn ngay thẳng trước mặt Ngài, để mọi phước lành Ngài dành cho bạn tuôn đổ vào cuộc đời bạn. Để nhìn thấy những đổi thay tích cực diễn ra trong đời mình, bạn cần phải mở lòng đón nhận hành động thanh tẩy và phơi bày của Thánh Linh, để bạn không bị đánh lừa về chính bản thân cùng cuộc sống mình. Bạn phải mời Ngài tái tạo một tấm lòng trong sạch trong bạn. Sau đó, hãy sẵn sàng làm hai điều sau đây. Xưng ra với Đức Chúa Trời bất kỳ tội lỗi nào trong tư tưởng hoặc hành động mà Ngài chỉ ra cho bạn. Ăn năn những điều bạn mới xưng ra. Đừng nghĩ chỉ vì bạn không giết người hoặc chưa bao giờ cướp ngân hàng là không có tội gì để xưng. Chớ nghĩ vì bạn đã đồng hành với Chúa nhiều năm, đi nhà thờ mỗi sáng Chúa Nhật và tham gia mọi buổi nhóm cầu nguyện trong tuần thì bạn chẳng có gì cần phải ăn năn. Thí dụ, có bao giờ bạn nghi ngờ khả năng của Đức Chúa Trời trong việc thực hiện điều Ngài đã hứa trong lời Ngài không? Nghi ngờ là tội lỗi. Có bao giờ bạn nói điều gì với ai đó, với người khác mà không hẳn là khen ngợi không? Nói hành, nói xấu người khác là tội lỗi. Có bao giờ bạn tránh né ai đó vì nghĩ họ có thể hỏi bạn một điều mà bạn không muốn nói không? Ích kỷ là tội lỗi. Có bao giờ bạn có thái độ thiếu yêu thương đối với người khác không? Hễ điều gì không xuất phát từ tình yêu thương là tội lỗi. Tội lỗi là điều hoàn toàn khó tránh. Vì vậy, quan trọng là phải xưng tội, lỗi lầm và những vi phạm để không bị ngăn cách với Đức Chúa Trời và lời cầu xin của chúng ta được nhậm. Sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Ê-sai đoạn 59 câu 2. Kinh Thánh cho biết, mọi việc chúng ta làm đều sẽ bị phơi bày, kể cả những lời nói cùng tư tưởng của chúng ta trong chỗ kín nhiệm. Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết. Vậy nên, mọi điều các ngươi đã nói nơi tối sẽ nghe ra nơi sáng, mọi điều các ngươi đã nói nơi lỗ tai trong phòng kín sẽ giảng ra nơi mái nhà. Luca đoạn 12 câu 2, 3. Chúng ta phải giải quyết từng tội lỗi mình thấy càng sớm, thì Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho chúng ta càng sớm những tội lỗi mình không thấy. Và chỉ có Đức Chúa Trời mới biết có bao nhiêu tội đang ẩn núp trong chúng ta. Xưng tội không có nghĩa là bạn thông báo cho Đức Chúa Trời điều Ngài không biết, vì Ngài biết hết mọi sự. Nhưng xưng tội đúng nghĩa là nhìn nhận đầy đủ mọi chi tiết về việc mình đã làm và hoàn toàn ăn năn về điều đó. Ăn năn có nghĩa là chúng ta hối tiếc về tội lỗi mình tới mức đau buồn và quay lại lìa bỏ nó. Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Thi Thiên đoạn 32 câu 1. Bạn có thể xoay ngược lại mọi sự trong cuộc đời mình khi bạn quay về với Chúa và ăn năn. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ sẽ được thương xót. Châm ngôn đoạn 28 câu 13. Lời cầu nguyện của tôi: lạy Chúa, con hạ mình đến trước mặt Ngài và cầu xin Ngài thanh tẩy tấm lòng con khỏi mọi lỗi lầm. Xin làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng. Xin tha thứ những suy nghĩ con đã nuôi dưỡng, những lời nói con đã thốt ra, cùng những điều con đã làm khiến danh Ngài không được tôn cao hoặc đi ngược lại mệnh lệnh của Ngài. Con xin xưng nhận những tội lỗi, kể ra những suy nghĩ, hành động bạn biết không đẹp lòng Chúa và ăn năn. Xin Chúa ban cho con năng lực để con tránh xa lối suy nghĩ hoặc hành động không theo đường lối Ngài. Xin tha tội con vì con đã từng xem đó là chuyện đương nhiên. Lạy Chúa,
con biết Ngài là Đức Chúa Trời, đấng biết thấu sự bí mật của lòng. Thi Thiên đoạn 44 câu 21. Xin bày tỏ cho con những tội lỗi ẩn giấu mà con không nhìn thấy. Xin chỉ cho con những tội lỗi nào con còn ấp ủ trong tư tưởng mà con không biết. Xin cho con thấy rõ ràng về sự thật của bản thân con. Xin tra xét linh hồn con và phơi bày động cơ mà con cần phải hiểu, từ bỏ những thói quen vô nghĩa, vô ích và thay đổi con khi cần thay đổi. Xin mở mắt con để thấy điều cần thấy, xưng ra và ăn năn. Con muốn bàn tay mình được thanh tẩy và tấm lòng mình được thanh khiết như Ngài đã truyền phán trong lời Ngài. Gia-cơ đoạn 4 câu 8. Lạy Đức Chúa Trời, con cầu xin Ngài thương xót con tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm con tùy theo sự từ ái rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa con sạch hết mọi gian ác và làm con được thánh khiết về tội lỗi con. Thi Thiên 51 câu 1 câu 2. Con muốn nhận được sự tha thứ của Ngài để có được sự đổi mới và sự hiện diện của Ngài trong đời sống của con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martian. Nguồn: Hội các bà mẹ Cơ Đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 3, biết tha thứ. Thường chúng ta không nhận biết sự không tha thứ trong chính mình. Chúng ta tưởng là mình đã tha thứ, nhưng thật sự thì không. Nếu chúng ta không xin Đức Chúa Trời bày tỏ sự không tha thứ của mình, có thể chúng ta không bao giờ thoát khỏi gọng kìm làm tê liệt cả cuộc đời mình. Chúng ta không bao giờ có thể kinh nghiệm được mọi điều Đức Chúa Trời dành cho mình nếu không biết tha thứ. Tha thứ là quyết định, không phải là cảm xúc. Chúng ta chọn tha thứ cho dù có cảm thấy thích hay không. Nếu chúng ta chờ cảm giác vui thích thì có thể là phải chờ suốt cả cuộc đời. Nếu chúng ta đắng cay hoặc không tha thứ thì lỗi luôn luôn là do chúng ta đã không muốn bỏ qua. Chúng ta có trách nhiệm phải xưng ra với Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài giúp chúng ta tha thứ để tiến bước trong cuộc sống. Tha thứ chưa bao giờ dễ dàng, thậm chí tưởng chừng không thể giữa lúc tổn thương đau đớn khôn cùng. Nếu bạn cảm thấy khó tha thứ cho ai đó, hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn tấm lòng tha thứ đối với họ. Điều vô cùng kỳ diệu là Đức Chúa Trời có quyền năng khiến lòng chúng ta trở nên mềm mại khi chúng ta cầu nguyện cho người khác. Bao nhiêu giận dữ, oán thù cùng tổn thương đều biến thành yêu thương. Vì chúng ta đã được Đức Chúa Trời tha thứ món nợ tội lỗi khổng lồ qua Chúa Giê-xu, nên chúng ta không có quyền không tha thứ cho người khác. Đức Chúa Trời phán: hãy ở với nhau cách nhân từ, để dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ vậy. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32. Nếu không tha thứ, chúng ta sẽ tự giam mình trong nỗi ghen ghét và tự giày vò trong nỗi đắng cay. Tha thứ mở rộng lòng và trí bạn để Chúa Thánh Linh tự do hành động trong bạn. Tha thứ giúp bạn tự do yêu Chúa nhiều hơn và càng cảm nhận được tình yêu của Ngài dồi dào hơn. Cuộc sống chẳng có giá trị gì khi thiếu vắng tình yêu. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 14-15. Lời cầu nguyện của tôi. Lạy Chúa, xin giúp con làm người biết tha thứ. Xin chỉ cho con thấy chỗ con thiếu sót. Xin phơi bày những hẻm hóc trong linh hồn con để con không tự giam mình trong sự thiếu tha thứ mà làm tổn hại chính tương lai mình. Nếu con có điều gì giận dữ, cay đắng, oán thù hoặc không tha thứ mà không hay biết, xin bày tỏ ra để con xưng tội với Ngài. Cụ thể, xin Chúa giúp con hoàn toàn tha thứ cho. Nêu tên người nào bạn cảm thấy cần tha thứ. Xin giúp con hiểu thấu chiều sâu tấm lòng tha thứ của Ngài đối với con
để con dễ dàng tha thứ người khác. Xin giúp con cũng tự tha thứ cho bản thân về những lần thất bại. Và nếu con có đổ lỗi cho Ngài về những sự việc đã xảy ra trong cuộc sống, xin Chúa cũng chỉ ra để con xưng tội trước mặt Ngài. Xin giúp con yêu kẻ thù như Ngài truyền dạy trong lời Ngài. Xin dạy con chúc lành cho những người rủa xả con, Matthew đoạn 5 câu 44-45. Xin nhắc con cầu nguyện cho những người gây tổn thương hoặc xúc phạm con để lòng con được mềm mại với họ. Con không muốn trở nên cứng cỏi và cay đắng do thiếu tha thứ. Xin biến con thành người sẵn lòng tha thứ. Lạy Chúa, xin chỉ ra nếu con còn chưa tha thứ cho cha hoặc mẹ vì những điều họ đã làm hoặc không làm. Con không muốn số năm đời mình ra ngắn ngủi do thiếu hiếu kính cha mẹ khi vi phạm điều răn này. Và nếu có khoảng cách giữa con với thành viên nào trong gia đình do thiếu tha thứ, con cầu xin Ngài phá đổ bức tường đó. Lạy Chúa, con không muốn có điều gì ngăn cách con với Ngài. Con không muốn lời cầu nguyện của mình bị cản trở do cứ ấp ủ tội lỗi trong lòng. Con chọn ngày hôm nay để tha thứ mọi người cùng mọi sự và bước ra khỏi sự không tha thứ đầy chết chóc. Nếu có ai không tha thứ cho con, xin Ngài cũng làm lòng họ mềm mại để họ tha thứ con. Xin tỏ cho con biết con phải làm gì để giải tỏa những khúc mắc. Con biết con không thể làm ngọn đèn cho người khác trong khi con còn bước đi trong bóng tối của linh không tha thứ. Con quyết định bước đi trong ánh sáng cũng như Ngài ở trong sự sáng và muốn được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi. Giăng nhất đoạn 1 câu 7. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ Đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 4. Vâng phục Chúa. Cách để nhận biết lối sống thế nào là đẹp ý Chúa đó là đọc Kinh Thánh. Nhưng đọc Kinh Thánh là một chuyện, sống đúng theo Kinh Thánh lại là chuyện khác. Cũng vậy, vâng phục là điều bạn phải làm, còn tấm lòng vâng phục là điều bạn cần cầu xin Chúa. Đừng rơi vào cạm bẫy cho rằng khi đã được cứu rồi thì bạn chẳng cần cố gắng gì nữa. Nó giống như kết hôn rồi thì lười không tắm. Bạn né tránh được một thời gian, nhưng nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ và chất lượng cuộc sống. Học biết vâng phục là một tiến trình suốt cả đời, luôn luôn có những chiều kích mới cần chinh phục. Dù có thể đã từng đồng hành với Chúa hàng chục năm, bạn vẫn cần phải xin Ngài cho bạn thấy lĩnh vực nào bạn chưa vâng phục. Chúng ta gặp rắc rối khi tưởng mình biết việc phải làm, rồi không nghe Chúa xem mình có đang làm đúng việc hay không. Chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc chăng. Hebrew đoạn 2 câu 1. Bên cạnh các mặc lệnh chung của Kinh Thánh, Chúa cũng có những hướng dẫn riêng dành cho mỗi con cái Ngài, để họ bước vào thiên mệnh Ngài dành riêng cho họ. Điều quan trọng là bạn phải liên tục cầu xin Chúa chỉ cho bạn biết điều Ngài muốn bạn làm. Nếu không cầu xin, bạn sẽ không biết. Thí dụ, có thể Đức Chúa Trời muốn bạn làm một công việc khác, chấm dứt thói xấu nào đó, hay gia nhập một hội thánh nào đó. Dù Chúa bảo bạn làm gì, cũng cần nhớ, đó là vì cớ phước hạnh lớn nhất Chúa muốn dành cho bạn. Nhưng bạn phải hiểu rằng, có thể bạn sẽ chẳng hề nghe Ngài phán mình gì cả nếu bạn không vâng phục bằng hành động. Khi bạn làm cả những điều mình không thích vì biết mình cần phải làm, thì cá tính bạn được tôi luyện. Nó giúp chúng ta kỷ luật bản thân, rèn luyện chúng ta thành người lãnh đạo được Chúa tin cậy. Khi bạn dám cất bước đầu tiên trong sự vâng phục, Chúa Thánh Linh sẽ giúp đỡ bạn trong suốt phần đường còn lại. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mệnh lệnh ta và làm theo. Ezechiel 36 câu 27. Có vô số lý do để vâng phục Đức Chúa Trời, nhưng lý do chính đó là mệnh lệnh Ngài phán phải vâng phục.
Tuy nhiên, có nhiều lợi ích quan trọng khi chúng ta vâng phục. Một là lời cầu nguyện của chúng ta được nhậm. Hai là chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn sự hiện diện của Chúa. Ba là chúng ta có được sự khôn ngoan. Bốn, chúng ta được làm bạn với Đức Chúa Trời. Và cuối cùng là năm, chúng ta có thể sống an ninh, bình an, trọn vẹn, lâu dài và phước hạnh. Luật lệ Chúa là vì cớ ích lợi chúng ta. Khi vâng phục, chúng ta được sáng suốt. Khi không vâng phục, chúng ta bị lầm lẫn. Có mối quan hệ giữa vâng phục với tình yêu của Đức Chúa Trời, đó là cho dù Đức Chúa Trời yêu chúng ta cũng sẽ không cảm nhận được tình yêu Ngài nếu cứ bất tuân Ngài. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là người yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Giăng 14 câu 21. Lời cầu nguyện của tôi. Lạy Chúa, lời Ngài phán rằng ai yêu mến luật lệ Ngài sẽ có sự bình an lớn và không điều gì khiến chúng con trượt ngã. Thi Thiên 119 câu 165. Con yêu mến luật pháp Chúa vì con biết luật pháp Ngài tốt đẹp và lợi ích cho con. Xin giúp con sống vâng phục trọn vẹn luật pháp Ngài để con không bị trượt chân vấp ngã mà được sống trong sự bình an trọn vẹn. Lạy Chúa, lòng con muốn vâng phục Ngài trong mọi sự. Xin tỏ cho con biết chỗ nào con chưa vâng phục. Nếu có những bước vâng phục mà con chưa biết là cần thiết, con cầu xin Ngài mở mắt con để con nhìn thấy sự thật và giúp con thực hiện những bước đi đó. Con biết con không thể làm mọi việc cách đúng đắn nếu không được Ngài chỉ dẫn. Vì vậy, con cầu xin Chúa giúp con sống trong sự vâng phục đường lối Ngài. Con sẽ hết lòng tìm cầu Chúa, chứ để con lạc các điều răn Chúa. Thi Thiên 119 câu 10. Lời Chúa phán rằng, nếu chúng ta nói mình không có tội, thì chúng ta tự lừa dối mình, và lẽ thật không có trong chúng ta. Giăng nhất đoạn 1 câu 8. Con không muốn tự dối mình bằng cách không hỏi xem con đang thiếu hụt ở đâu. Xin bày tỏ cho con điều con cần phải làm và không nên làm. Xin giúp con nghe lời Ngài dạy con cách thật cụ thể. Xin phán rõ với con qua lời Ngài để con biết đâu là đúng, đâu là sai. Con không muốn làm buồn Chúa Thánh Linh trong bất kỳ điều gì con làm. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30. Xin giúp con luôn luôn học biết đường lối Ngài để có thể sống trong sự hiện diện trọn vẹn của Ngài và bước vào mọi điều Ngài dành cho con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ Đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 5, chống trả kẻ thù. Tất cả chúng ta đều có chung một kẻ thù, tên khủng bố linh hồn chúng ta. Nếu không nhận biết điều này, chúng ta sẽ bị nó quấy nhiễu và thao túng. Một trong những điều Chúa Giê-xu đã làm chọn, ấy là phá hủy năng lực của kẻ thù khi Ngài đánh bại hắn trên thập tự giá và ban cho chúng ta quyền trên mọi kẻ thù. Ngài phán, ta đã ban quyền cho các ngươi dày đạp mọi quyền của kẻ thù nghịch. Không gì làm hại các ngươi được. Luca đoạn 10 câu 19. Tất cả chúng ta đều tham gia một trận chiến thuộc linh với kẻ thù không bao giờ chịu bỏ cuộc. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12. Giống như Đức Chúa Trời có kế hoạch cho bạn, thì Satan cũng có. Kế hoạch của hắn là cướp, phá và hủy hoại cuộc đời bạn. Giăng đoạn 10 câu 10. Nó tự cải trang để không có vẻ hấp dẫn, rồi nó ru ngủ bạn với ý nghĩ như không sao đâu. Nó không ngừng nỗ lực để làm thành kế hoạch của nó cho cuộc đời bạn. Vì vậy, bạn phải tiết độ và tỉnh thức, vì kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.
Phi Ezo Nhất, đoạn 5 câu 8. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn nhận ra việc làm của ma quỷ trong cuộc sống mình. Sau đó, chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Gia-cơ đoạn 4 câu 7. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhiều khí giới để chống lại kế hoạch hủy diệt của ma quỷ. Sau đây là 5 loại vũ khí hàng đầu. 1. Lời Đức Chúa Trời là vũ khí mạnh nhất mà chính Chúa Giê-xu đã dùng để chống lại kẻ thù. Khi ma quỷ tìm cách hủy hoại cuộc đời bạn, bạn hãy ẩn mình trong lời Ngài và dùng lời của Đức Chúa Trời mà chống trả nó. 2. Sự ngợi khen. Chúa ngự giữa sự ngợi khen của chúng ta, còn ma quỷ phải thối lui. 3. Sự vâng phục. Sự vô tín và phạm tội mở cửa cho ma quỷ. Xưng nhận và ăn năn đóng cánh cửa đó lại. 4. Đức tin. Bước đi trong đức tin và trông cậy sự dẫn dắt của Chúa là con đường quyền năng để tránh hết mọi cạm bẫy của kẻ thù. 5. Kiêng ăn cầu nguyện. Cầu nguyện là vũ khí quyền năng chống lại kẻ thù. Kiêng ăn khiến cầu nguyện còn quyền năng hơn bội phần để bẻ gãy mọi ách trói buộc của ma quỷ trên cuộc đời bạn. Kiêng ăn có nghĩa là tôi khước từ những gì bản thân đói khát nhất, vui hưởng Chúa và đặt Ngài lên hàng đầu trong đời sống tôi. Ma quỷ luôn luôn tấn công bất kỳ ai yêu mến Đức Chúa Trời và sống đúng theo ý Ngài. Đó là công việc của ma quỷ. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời cho bạn biết sự thật về hoàn cảnh của mình. Đừng để cho kẻ thù của linh hồn bạn thuyết phục bạn chấp nhận thỏa hiệp hay đi sai ý Chúa dành cho bạn. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10-11. Lời cầu nguyện của tôi: lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã chịu khổ và chết thay cho con trên thập tự giá. Ngài đã sống lại để đánh bại tử thần cùng hỏa ngục. Con tạ ơn Ngài đã ban cho con chiến thắng ma quỷ. Luca đoạn 10 câu 19. Nhờ quyền năng của Thánh Linh Ngài, con có thể kháng cự ma quỷ thành công và khiến nó phải chạy xa. Gia-cơ đoạn 4 câu 7. Xin bày tỏ cho con khi con không nhận ra kẻ thù đang xâm nhập cuộc sống con. Xin dạy con dùng thẩm quyền Ngài đã ban để đánh bại kẻ thù trong mọi lĩnh vực. Xin cho con biết con có bất tuân ý Chúa ở điểm nào không? Xin cho con biết con có điểm nào mà kẻ thù có thể ẩn nấp trong đó chờ Ngài tấn công không? Xin thắt lưng con bằng đức tin mạnh mẽ nơi Ngài và lời Ngài. Xin giúp con kiêng ăn cầu nguyện thường xuyên để triệt phá bất kỳ đồn lũy nào do kẻ thù tìm cách dựng lên trong cuộc sống con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con. Lạy Chúa, con biết dù giữa cuộc chiến, con cũng không cần phải nhát sọ. Cảm tạ Ngài dù kẻ thù tìm cách bắt ép con làm theo ý nó, thì Ngài vẫn ban cho con năng lực để hoàn toàn thoát khỏi bẫy lưới của nó. Ti-mô-thê nhì đoạn 2 câu 26. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã giải cứu con khỏi kẻ thù. Thi-thiên 18 câu 17. Và Ngài là thuẫn của con vì con sống theo đường lối Ngài. Châm ngôn đoạn 2 câu 7. Xin đừng để điều ác thắng con, mà ngược lại ban cho con sức mạnh để lấy điều thiện thắng điều ác. Roma đoạn 12 câu 21. Xin giấu con trong nơi bí mật của sự hiện diện Ngài và tránh xa mưu kế của kẻ ác. Thi-thiên 31 câu 20. Cảm tạ Ngài vì con sẽ không bao giờ bị kẻ thù quật ngã, miễn là con đứng vững trong Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 6. Làm chủ tâm trí mình. Một phần quan trọng trong việc chống cự kẻ thù của linh hồn chúng ta đó là nắm quyền kiểm soát, làm chủ tâm trí mình. Như Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 5 nói, chúng ta phải học cách bắt phục mọi suy nghĩ, tư tưởng của mình. Nếu bạn đã từng có những ý nghĩ sai trật, cứ lởn vởn nhắc đi nhắc lại trong đầu như là
Nếu như mình nhảy xuống ban công thì sao nhỉ? Ước gì mình đã có mặt ở đó. Những ý tưởng nghi ngờ hoặc tự ti, mặc cảm, chẳng ai quan tâm đến mình hết. Tôi là người thất bại. Xin nhớ rằng, đó không phải là Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn biết về cuộc đời bạn. Đó chính là ma quỷ đang tìm cách kiểm soát bạn. Nhưng chúng ta có thể thắng lời dối trá này bằng cầu nguyện, đức tin và lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, bạn phải nhận biết rằng một trong những sách lược của kẻ thù là tìm cách đánh cắp lời Chúa trong bạn. Nó khiến bạn nghi ngờ như nó đã từng làm với Eva trong vườn Ê-đen vậy. Đức Chúa Trời có thật sự nói vậy sao? Khi bạn bắt đầu thắc mắc và nói ngược lại lời Chúa, chính là lúc bạn rơi vào bẫy của kẻ thù. Hãy nhớ, có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng, nó thành ra nẻo của sự chết. Châm ngôn 14 câu 12. Có những suy nghĩ nghe có vẻ đúng đắn, nhưng nếu cẩn thận so sánh với lời Chúa, lời dối trá sẽ bị vạch trần. Lừa dối vẫn là kế hoạch tấn công liên tục diễn ra của kẻ thù. Chúa Giê-xu phán, ma quỷ ban đầu nó là kẻ giết người, chẳng giữ lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu, vì nó nói dối và là cha của sự nói dối. Giăng 8 câu 44. Năng lực duy nhất ma quỷ có là kéo mọi người tin theo lời dối trá của nó. Nếu chúng ta không tin lời dối trá của ma quỷ, nó sẽ bất lực, chẳng thể đạt được điều nó muốn làm. Bạn có quyền lựa chọn tiếp nhận hay không tiếp nhận ý tưởng nào đó trong tâm trí mình. Vì mọi tội lỗi đều bắt đầu từ một ý nghĩ trong tâm trí. Từ trong lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộc ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Mác đoạn 7 câu 21-22. Nếu bạn không điều khiển tâm trí mình, ma quỷ sẽ điều khiển bạn. Vì vậy, bạn phải luôn kiểm soát điều bạn cho phép bước vào tâm trí mình, như truyền hình, tạp chí, sách báo, phim ảnh, âm nhạc. Những thứ đó có giúp bạn thêm lòng tin kính và nuôi giữ tâm linh trong sáng, bình an, phước hạnh, hay khiến bạn cảm thấy cạn kiệt, trống rỗng, hoang mang, lo lắng và sợ hãi. Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa của sự hòa bình. Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 33. Hãy tin Đức Chúa Trời và không tiếp nhận sự bất chính nào trong tư tưởng là một cách để chống cự ma quỷ. Nếu không tin và không vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ta đang mở cửa và trải thảm cho Satan bước vào cuộc đời chúng ta. Hãy ham thích đọc sách được viết bởi những người đầy dẫy thánh linh. Nghe những bài ca chúc tụng tôn vinh Chúa, thì Chúa sẽ đầy dẫy trong lòng chúng ta và ma quỷ không còn chỗ để chen vào đời sống bạn nữa. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 22-24. Lời cầu nguyện của tôi: lạy Chúa, xin giúp con đừng bao giờ đổ chân lý của Ngài để nhận lấy lời dối trá. Xin tỏ cho con biết có chỗ nào con đã xem sự lừa dối là sự thật. Xin giúp con phân biệt lúc nào là kẻ thù đang nói. Xin giúp con loại bỏ những ý tưởng vô ích, ngu dại và nhường chỗ cho những ý nghĩ làm vinh hiển danh Chúa. Con không muốn sống theo suy nghĩ riêng của mình, mà con muốn bắt phục mọi ý tưởng, kiểm soát tâm trí mình. Trong lúc con đọc lời Ngài, xin Chúa bày tỏ suy nghĩ nào sai trật trong con. Xin lời Ngài khắc sâu trong tâm trí con, giúp con nhận biết lời lừa dối của kẻ thù ngay lúc con nghe đến. Nguyện thần lẽ thật gìn giữ con, không rơi vào bẫy dối trá của Satan. Con biết Ngài đã ban cho con uy quyền trên mọi quyền của kẻ thù. Luca 10 câu 19. Vì vậy, con truyền lệnh cho kẻ thù ra khỏi tâm trí con. Con không nghe lời dối gạt của nó nữa. Lạy Chúa, xin giúp con có đồng một tâm tình và tư tưởng của Đấng Christ. Xin giúp con nhận biết khi nào tâm trí mình chất chứa điều không tin kính.
xin giúp con chống cự lại và lấp đầy tâm trí mình bằng những ý nghĩ, lời nói, âm nhạc và hình ảnh đẹp lòng Chúa và tôn vinh Ngài. Xin giúp con nghĩ đến điều chi chân thật, cao quý, công bình, thánh khiết, có tiếng tốt, đức hạnh và đáng ngợi khen. Philip đoạn 4 câu 8. Con xin giữ vững tâm thần mạnh mẽ mà Ngài đã ban cho con. Timôthê nhì đoạn 1 câu 7. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Tác giả Stormy O'Martin. Nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 7. Chúa là chủ. Tại sao một số người dường như không bao giờ lớn lên trong Chúa? Tại sao họ hiếm khi kinh nghiệm niềm vui nơi Chúa, sự đột phá thuộc linh hay sự khai phóng ân tứ? Tại sao họ không thể bước vào mục đích và thiên mệnh Chúa dành sẵn cho họ? Tôi tin câu trả lời nằm trong chữ đầu phục. Vì họ chưa đầu phục mọi lĩnh vực của đời sống trong tay Chúa. Vì họ chưa thực sự tôn Chúa Giêsu là chủ cuộc đời họ. Khi chúng ta đặt ưu tiên số một là Đức Chúa Trời và thuận phục quyền làm chủ của Ngài, điều đó sẽ tạo nên khác biệt hoàn toàn trong đời sống chúng ta. Chúng ta rất dễ làm điều mình muốn, nhưng không dễ làm điều Chúa muốn. Chúng ta sợ làm điều Chúa muốn, đơn giản vì chúng ta sợ điều đó có thể làm tổn hại mình. Nên nhớ rằng chúng ta không phải chỉ nói Giêsu là Chúa, chúng ta còn phải làm điều Ngài dạy. Chúa Giêsu phán: Sao các ngươi gọi ta Chúa Chúa mà không làm theo lời ta phán? Luca 6 câu 46. Nếu bạn cảm thấy mình không trải nghiệm bước đột phá nào trong cuộc sống, hãy kiểm tra xem bạn đã thật sự tận hiến đầu phục Chúa chưa? Bạn đã để Ngài làm chủ cuộc đời bạn chưa? Bạn đã bỏ hết mọi sự chưa? Nếu chưa, hãy thực hiện bước đầu tiên, đó là đầu phục Chúa. Chúa Giêsu phán: Ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đệ ta. Luca 14 câu 27. Bạn không thể vác thập tự giá nếu không đầu phục đời sống mình cho Ngài. Đời sống đầu phục, đời sống nằm dưới sự điều khiển của Đức Chúa Trời, là đời sống có thể được Chúa sử dụng mạnh mẽ cho mục đích của vương quốc Ngài. Đức Chúa Trời không cần một phần của bạn, Ngài muốn tất cả. Hãy cầu nguyện để bạn sẽ dâng hiến cho Đức Chúa Trời điều Ngài muốn. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ được cứu. Luca 9 câu 23-24. Lời cầu nguyện của tôi: Lạy Chúa, con cúi mình dưới chân Ngài hôm nay và công bố rằng Ngài là Chúa, là chủ mọi lĩnh vực cuộc sống con. Con xin dâng hiến bản thân mình cùng cuộc sống con cho Ngài và mời Ngài cai trị cả tâm trí, tâm hồn, thể xác cùng tâm linh con. Con xin hết lòng, hết linh hồn và hết tâm trí yêu mến Ngài. Xin giúp con hết lòng vác thập tự giá mình mỗi ngày theo Ngài. Luca 9 câu 23. Con muốn làm môn đệ của Chúa theo như lời Ngài phán. Luca 14 câu 27. Xin giúp con làm đúng theo lời Ngài. Con sẵn lòng từ bỏ đời sống con vì cớ Ngài, vì con tin sẽ tìm lại được. Luca 9 câu 24. Xin giúp con biết sống theo ý Ngài mong muốn. Con chỉ ước mong làm vui lòng Ngài. Con xin đầu phục mọi mối quan hệ, tài chính, công việc, mọi thú tiêu khiển, giải trí, các quyết định, thì giờ, thân thể, tâm trí, linh hồn, ước muốn cùng những ước mơ của con. Con xin giao tất cả trong tay Ngài để sử dụng cho vinh quang Ngài. Con công bố rằng hôm nay con đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ, mà con sống không phải là con sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong con. Hiện nay con sống trong thể xác, tức là con sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu con và phó chính mình Ngài vì con. Galati đoạn 2 câu 20. Xin Chúa cai trị hết mọi lãnh vực của đời sống con.
con cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 8. Hiểu lời Ngài sâu nhiệm hơn. Lời Đức Chúa Trời là lương thực hàng ngày cho linh hồn chúng ta. Chúng ta không thể sống thiếu lời Ngài. Như có chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Matthew đoạn 4 câu 4. Nếu chúng ta không được liên tục nuôi dưỡng bởi lời Chúa, chúng ta sẽ chết đói thuộc linh. Bất kể bạn đã tin Chúa bao lâu, Ngài luôn có những điều mới mẻ bạn cần học biết. Lời Chúa luôn có những chiều kích và ý nghĩa sâu nhiệm mà bạn chưa nhận biết hay chưa nhìn thấy. Mỗi khi học lời Chúa, điều cần thiết là phải xin Chúa giúp bạn áp dụng cách thực tiễn vào cuộc sống. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có người nghe lời mà không làm theo, thì khác nào như người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt mình thế nào. Gia-cơ đoạn 1 câu 22. Rất có thể chúng ta nghe lời Chúa, đọc lời Chúa và thậm chí dạy lời Chúa, nhưng nếu chúng ta không sống với lời dạy của Chúa thì chẳng tác dụng gì. Chúng ta phải hành động theo lời Ngài. Vì lý do đó, bạn phải xin Chúa phán với mình mỗi ngày khi đọc lời Chúa và Ngài chỉ cho bạn điều cần làm để đáp ứng với lời Ngài. Nếu bạn thấy khó duy trì việc đọc lời Chúa mỗi ngày, thì đây là vài lý do để khích lệ bạn. 1. Để biết tương lai bạn đang hướng tới. Xin hãy làm cho các bước tôi vững trong lời Chúa, chớ để sự gian ác gì lấn lướt trên tôi. Thi Thiên 119 câu 133. 2. Để có sự khôn ngoan. Luật pháp Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho người ngu dại trở nên khôn ngoan. Thi Thiên 19 câu 7. 3. Để được phước. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi lời đã chép ở trong. Vì làm như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Giô-suê đoạn 1 câu 8. 4. Để sống trong sạch. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình trong sạch, phải cẩn thận làm theo lời Chúa. Thi Thiên 119 câu 9. 5. Để vâng lời Đức Chúa Trời. Lạy Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường luật lệ Chúa thì tôi sẽ giữ lấy cho đến cuối cùng. Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng thì tôi sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng gìn giữ lấy. Thi Thiên 119 câu 33-34. 6. Để có niềm vui. Điều mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va là trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Thi Thiên 19 câu 8. 7. Để lớn lên trong đức tin. Như vậy, đức tin đến bởi người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Roma đoạn 10 câu 17. 8. Để được giải phóng. Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đệ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Giăng đoạn 8 câu 31-32. 9. Để được bình an. Phàm người nào yêu mến luật pháp ta, được bình yên lớn, chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. Thi Thiên 119 câu 165. 10. Để phân biệt lành dữ. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Thi Thiên 119 câu 111. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời gặp gỡ bạn trong lời Ngài mỗi ngày. Ngài đang trông chờ điều đó và Ngài muốn bạn cũng trông chờ như vậy. Không còn cách nào khác để đến gần hơn với Đức Chúa Trời, để có tấm lòng trong sạch và ngay thẳng trước mặt Ngài, có tấm lòng biết tha thứ, bước đi vâng phục đường lối Ngài, điều khiển tâm trí mình chống cự kẻ thù và tôn vinh Chúa Giê-xu là chủ cuộc đời bạn. Nếu bạn không ở trong lời Chúa mỗi ngày, bạn không thể đến được nơi mình cần đến nếu thiếu lời Ngài. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi.
Người nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì người đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Sao cơ đoạn 1 câu 25. Lời cầu nguyện của tôi. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Lời Ngài là ngọn đèn cho chân con, là ánh sáng cho đường lối con. Thi Thiên 110 câu 105. Lời Ngài là thức ăn cho linh hồn con không thể sống thiếu lời Ngài. Xin giúp con thật sự hiểu ý nghĩa sâu sắc và bày tỏ cho con kho tàng kín dấu chôn ở đó. Xin cho con có khả năng khắc ghi lời Ngài trong lòng và trí của con. Xin biến đổi con khi con đọc lời Ngài. Lạy Chúa, con không muốn chỉ nghe lời Ngài mà còn biết làm theo lời Ngài. Xin lời Ngài sửa sai thái độ con và nhắc con về mục đích trên đất này. Xin lời Ngài tẩy sạch lòng con và ban hy vọng để con vượt lên trên những hạn chế của mình. Xin lời Ngài gia tăng đức tin cho con, nhắc con nhớ Ngài là ai và Ngài yêu con tới mức nào. Xin lời Ngài giúp con bình an vì biết cuộc đời con ở trong tay Ngài và Ngài sẽ cung ứng mọi nhu cầu cho con. Cảm tạ Chúa vì mỗi khi con học lời Ngài, xin cho con được gặp Ngài và biết rõ Ngài hơn. Xin ban cho con có đôi tai nhận biết tiếng Ngài đang phán với con mỗi khi con đọc lời Ngài. Mác đoạn 4 câu 23. Xin dẫn dắt, đổ đầy và làm con nên trọn vẹn bằng lời Chúa hôm nay. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 9. Ưu tiên đúng. Chúng ta không thể sống phước hạnh và kết quả nếu không có ưu tiên đúng trong cuộc sống. Ưu tiên đúng không phải do chúng ta tự đặt ra. Chúng ta cần được Chúa Thánh Linh hướng dẫn và biết rõ lời Chúa thì mới hiểu được những ưu tiên đó. Hai ưu tiên quan trọng nhất đến trực tiếp từ lời Đức Chúa Trời. Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng như vậy, người hãy yêu người lân cận như mình. Ma-thi-ơ đoạn 22, câu 37 đến 39. Không có gì rõ ràng hơn thế. Nếu bạn giữ đúng hai ưu tiên này, kính Chúa, yêu người, bạn sẽ có được kim chỉ nam cho mọi ưu tiên khác trong cuộc sống. Mối liên hệ giữa bạn với Chúa phải luôn là ưu tiên hàng đầu trên hết mọi điều khác. Nếu bạn không trước hết tìm kiếm Chúa mỗi ngày, cuộc đời bạn sẽ đi sai đường và rối loạn. Nhưng Chúa là Chúa của trật tự. Điều đó được bày tỏ trong cả vũ trụ, thiên nhiên mà Ngài tạo dựng, cũng như trong con người. Ưu tiên cao nhất của chúng ta trong việc thuận phục phải luôn là thuận phục Đức Chúa Trời. Gia-cơ đoạn 4 câu 7. Nếu một người có quyền trên bạn, bảo bạn làm điều sai quấy, hoặc nếu người đó nói hay làm điều gì không đúng với lời Chúa, thì bạn phải từ chối tham gia. Với tất cả tấm lòng tôn trọng và lương tâm trong sáng, giải thích, bày tỏ và khuyên bảo rằng điều đó sai trật. Chính Chúa Giêsu cũng đã thuận phục Đức Chúa Trời. Các ưu tiên của Ngài có thứ tự rõ rệt. Đức Chúa Trời muốn bạn có đồng tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Philip đoạn 2 câu 5 đến câu 8. Đó là thuận phục ở mức cao nhất. Có thể loài người chúng ta cho rằng Chúa Giêsu không cần thuận phục ai cả. Thế nhưng, để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình, Chúa Giêsu đã thuận phục ý muốn của Cha Ngài, thậm chí tới mức Ngài phải chết đau đớn. Đó là mẫu mực Ngài để lại cho chúng ta. Kinh Thánh dạy chúng ta phải thuận phục những người có thẩm quyền do Đức Chúa Trời đặt để trong hội thánh, gia đình, công việc và chính quyền. Để sống với ưu tiên đúng, chúng ta cần được nuôi dưỡng trong gia đình hội thánh. Đây là nền tảng để chúng ta bắt rễ và lớn lên. Chúng ta không thể tiến xa theo ý Chúa nếu thiếu môi trường này. Trong hội thánh,
Mục sư là người có thẩm quyền thuộc linh quan trọng, nhưng bạn cần có sự khôn ngoan cùng sự dẫn dắt của Chúa để nhận biết nếu họ đi chệch hướng, vô đạo đức, tham ô tài chánh, dạy dỗ sai kinh thánh hoặc sống tội lỗi, thì bạn không nên lệ thuộc vào những lãnh đạo như vậy. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời dẫn bạn tránh xa nhóm người bất khiết đó và giúp bạn nhận ra những người tin kính là sứ giả thật của Chúa, có thẩm quyền thuộc linh trong cuộc sống bạn, để nói với bạn trong tình yêu thương, lẽ thật và che phủ bạn bằng lời cầu nguyện. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: trước hết, phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho ngươi mọi điều ấy nữa. Matthew đoạn 6 câu 33. Lời cầu nguyện của tôi: lạy Chúa, con xin Ngài giúp con sắp xếp cuộc sống con theo đúng ưu tiên. Con muốn đặt Ngài trên hết mọi điều khác trong cuộc sống luôn luôn. Xin dạy con cách kính yêu Ngài hết lòng, hết trí, hết sức và hết linh hồn. Con không muốn có thần nào khác ngoài Ngài. Xin tỏ cho con biết linh hồn con có hướng về một thần tượng nào không. Con mong ước được phục vụ Ngài và chỉ một mình Ngài. Xin giúp con sống đúng như vậy. Xin ban cho con tấm lòng thuận phục. Xin giúp con biết thuận phục nhà cầm quyền và những người đúng đắn trong gia đình, công việc và hội thánh. Xin cho con biết ai đúng là người có thẩm quyền thuộc linh trên đời sống con. Xin chồng con trong hội thánh nào Ngài muốn con tham gia. Xin cho con sự phân biệt khôn ngoan để thuận phục người lãnh đạo tin kính. Con biết nếu cuộc sống con không theo đúng ưu tiên, con sẽ không được phước. Nhưng con cũng biết nếu con trước hết tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho thêm con mọi điều khác nữa. Matthew đoạn 6 câu 33. Con tìm kiếm Ngài trước hết hôm nay và cầu xin Ngài giúp con sắp xếp cuộc sống mình theo đúng ưu tiên trong lời Chúa. Xin giúp con không bao giờ ra khỏi sự che chở thuộc linh mà Ngài đã đặt trên cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Tác giả Stormy O'Martin. Nguồn: Hội các bà mẹ Cơ Đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 10, thờ phượng Ngài cách chân thật. Không việc gì chúng ta làm có quyền năng biến đổi đời sống hơn là việc thờ phượng tôn vinh Đức Chúa Trời. Đây là một trong những phương tiện Ngài dùng để biến cải chúng ta. Mỗi lần chúng ta ca ngợi và thờ phượng Chúa, sự hiện diện Ngài đến và thay đổi tấm lòng chúng ta, để rồi Thánh Linh Ngài làm mềm mại và uốn nắn tấm lòng chúng ta theo bất kỳ điều gì Ngài muốn. Ngợi khen và thờ phượng không phải là điều xác thịt tự nhiên chúng ta muốn làm. Thế nên, chúng ta phải dùng ý chí để quyết tâm thực hiện nó, bất kể hoàn cảnh hiện tại ra sao. Càng hiểu biết Chúa, sẽ càng dễ tôn vinh Ngài hơn. Hãy đọc Thi Thiên 103, bạn sẽ tìm thấy có ít nhất 20 lý do để ngợi khen Ngài. Chẳng hạn như: 1. Chúa tha thứ các tội ác tôi. 2. Chúa chữa lành các bệnh tật tôi. 3. Chúa giải cứu linh hồn tôi khỏi chốn hư nát. 4. Chúa lấy lòng nhân từ thương xót làm vương miện độ cho tôi. 5. Chúa cho miệng tôi thỏa các vật ngon, vân vân. Chúng ta có thể xưng mình biết Chúa và yêu Chúa, nhưng nếu chúng ta không thờ phượng và ngợi khen Ngài mỗi ngày, chúng ta vẫn chưa biết thật sự Ngài là đấng như thế nào. Chúng ta đóng chặt cuộc đời khỏi nhiều phước hạnh khi không dâng vinh quang xứng đáng cho Đức Chúa Trời. Có 5 cách Đức Chúa Trời muốn chúng ta thờ phượng Ngài cách hết lòng. 1. Hát ngợi khen Ngài. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Thi Thiên 100 câu 2. 2. Đưa tay lên hướng về Ngài. Hãy đưa tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 134 câu 2. 3. Nói lời tôn ngợi Ngài. Vậy, hãy kể Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Hebrew đoạn 13 câu 15. 4. Tôn vinh Ngài bằng việc nhảy múa với dụng cụ và nhạc cụ. Nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi khen danh Ngài, dùng trống cơm và đờn cầm mà hát ngợi khen Ngài. Thi Thiên 149 câu 3. 5. Ngợi khen Ngài cùng với những tín hữu khác.
Tôi sẽ truyền danh Chúa cho anh em tôi và ngợi khen Chúa ở giữa hội. Hebrews đoạn 2 câu 12. Tôn vinh thờ phượng Chúa cùng với những tín hữu khác cho chúng ta có sức mạnh bẻ gãy xiềng xích và mở đường cho những thay đổi diệu kỳ trong cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời với nhau, sức sống mạnh mẽ xuất hiện trong lĩnh vực tâm linh. Hãy hết lòng thờ phượng. Chừng nào bạn còn hơi thở, bạn có thể vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng tạ ơn Chúa. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 16-17. Bài ca thờ phượng bạn mãi mãi hát trong lòng mình, mỗi ngày sẽ ngập tràn linh hồn bạn trong đêm tối, kể cả trong giấc ngủ. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những người thờ phượng mà Cha yêu thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. Giăng đoạn 4 câu 23-24. Lời cầu nguyện của tôi: lạy Chúa, đối với con, không có nguồn vui nào lớn hơn là được thờ phượng Ngài với tấm lòng biết ơn và dâng lên lời cảm tạ. Con chúc tán danh Ngài vì Ngài là đấng tối cao và đáng ca tụng. Cảm tạ Chúa đã khiến lòng con vui mừng. Thi Thiên đoạn 4 câu 7. Lạy Chúa, mọi sự tôn trọng và oai nghi, quyền năng và vinh quang, thánh khiết cùng công chính đều thuộc về Ngài. Cảm tạ Chúa vì Ngài hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Thi Thiên 145 câu 8. Cảm tạ Ngài vì kế hoạch tốt đẹp và tương lai đầy hy vọng Ngài dành cho con. Con ca ngợi và cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng chữa lành, đấng giải cứu, đấng cung ứng, đấng cứu chuộc, là Cha và là đấng yên ủi. Con tạ ơn Chúa đã bày tỏ chính mình Ngài cho con qua lời Ngài, qua con của Ngài là Chúa Giê-xu, và qua những việc quyền năng Ngài đã làm và bày tỏ trên cuộc đời chúng con. Cảm tạ tình yêu, sự bình an, niềm vui, sự thành tín, ân điển, lòng nhân từ, nhân ái, chân thật cùng sự chữa lành của Ngài. Con tạ ơn Chúa vì Ngài và lời Ngài hôm qua, ngày nay và muôn đời không hề thay đổi. Lạy Chúa, xin thứ tha cho con khi không hết lòng ngợi ca và thờ phượng Ngài cách chân thật và không xứng đáng với Ngài. Con sẽ thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước và truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân. Thi Thiên 96 câu 3, bắt đầu từ những người lân cận của con. Con thờ phượng Ngài trong sự thánh khiết oai nghi của Ngài và dâng vinh quang xứng đáng với danh Ngài. Thi Thiên 29 câu 2, con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 11, được phước trong công việc. Dù bạn là giám đốc điều hành công ty hay sinh viên làm thêm, người mẹ ở nhà nội trợ hay người nữ độc thân tự nuôi mình, phụ nữ có kỹ năng nghề nghiệp hay buôn bán tự do, dù công việc của bạn được toàn thế giới biết đến hay chỉ một mình Đức Chúa Trời nhìn thấy, dù bạn có được trả lương cao hay thấp, thì công việc của bạn vẫn có giá trị và bạn muốn được Đức Chúa Trời ban phước. Nhưng điều này là không thể nếu thiếu cầu nguyện. Cầu nguyện giúp chúng ta cân bằng giữa lòng tham việc tham lợi sẽ hủy hoại đời sống chúng ta trong ngôn đoạn 1 câu 19 và việc có bàn tay biếng nhác khiến chúng ta nghèo khó trong ngôn đoạn 10 câu 4. Cầu nguyện giúp chúng ta không tham việc để làm giàu trong ngôn đoạn 23 câu 4 câu 5 nhưng vẫn siêng năng trong công việc và cuối cùng nhận được phần thưởng tài chánh. Cầu nguyện giúp chúng ta cân đối giữa lười biếng với sự mê tham, giữa được cả thiên hạ với đánh mất linh hồn. Matthew đoạn 16 câu 26. Nếu bạn làm công cho người khác, hãy cầu xin cho chủ mình được phước trong công việc của họ. Đừng ngại xin Chúa cho bạn được hưởng lương công bằng và dư dật. Hãy cầu xin cho công việc bạn làm được người khác biết đến và quý trọng. Hãy cầu xin để được thăng tiến hợp ý Chúa. Công việc bạn làm quan trọng đối với Đức Chúa Trời, quan trọng đối với người khác và quan trọng đối với bạn. Vì vậy, bạn không thể không cầu nguyện cho việc làm của bản thân. Hãy phó thác việc mình cho Chúa và cầu xin Ngài ban phước. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: ai nấy hãy ăn uống và hưởng lấy phước của công lao mình, ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
Truyền Đạo đoạn 3 câu 13. Lời cầu nguyện của tôi: Lạy Chúa, xin Ngài chỉ cho con công việc phải làm và hướng dẫn con cả trong hiện tại lẫn tương lai. Con cầu xin Chúa cho con có sức lực và nghị lực để làm việc được tốt. Xin giúp công việc con làm được thành công. Xin cho con tìm thấy sự mãn nguyện và thỏa lòng trong từng khía cạnh của công việc, ngay cả phần khó khăn và khó chịu nhất. Cảm tạ ơn Chúa vì trong mọi công sức lao động đều có ích lợi riêng. Châm ngôn là 14 câu 23. Xin cho con luôn được trả công xứng đáng và dư dật từ kho tàng giàu có của Ngài. Xin ban phước những người con đang cùng làm việc và phục vụ. Khi con tiếp xúc với người khác trong công việc, cầu xin tình yêu cùng sự bình an của Ngài tuôn tràn trên con và giúp con mạnh dạn nói với họ về sự tốt lành của Chúa. Xin giúp con chạm đến cuộc đời họ cho vương quốc Ngài. Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài về những khả năng Ngài ban cho con. Chỗ nào con thiếu kỹ năng, xin Ngài giúp con tăng trưởng và cải tiến để làm công việc được hiệu quả. Xin dạy con làm việc thật tốt để kết quả công việc con làm sẽ được chủ hài lòng. Xin mở cơ hội cho con sử dụng kỹ năng của mình và đóng những cánh cửa con không được phép bước qua. Xin ban cho con sự khôn ngoan và dẫn dắt con trong từng công việc. Lạy Chúa, con xin giao phó công việc làm của con cho Ngài. Cầu xin Chúa cho con luôn yêu thích việc mình làm và có thể làm công việc mình ưa thích. Theo lời Ngài, con cầu xin sẽ không chảnh mảng trong công việc mà luôn có tinh thần hăng say phục vụ Ngài trong mọi việc con làm. Roma đoạn 12 câu 11. Xin vững lòng công việc tay con làm để việc gì con làm cũng được ơn trước mặt người khác và mang lại phước hạnh cho nhiều người. Nguyện xin công việc của con luôn làm vinh hiển danh Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 12, trái Thánh Linh. Dù biết hay không, tất cả chúng ta đều gieo trồng gì đó trong đời sống mình mỗi ngày. Chất lượng cuộc sống chúng ta hôm nay phần nào là kết quả của những gì chúng ta đã gieo trước đó. Thế nên, cần thiết phải gieo trồng và vun bón đúng hạt giống từ bây giờ. Chúa Giêsu phán, Ngài là cây nho, còn chúng ta là cành. Nếu chúng ta cứ ở trong Ngài, và Ngài ở trong chúng ta thì sinh ra nhiều quả. Giăng 15 câu 5. Khi chúng ta sống trong Chúa Giêsu thì tâm linh và tâm hồn chúng ta mang dấu ấn của Ngài. Khi chúng ta gắn chặt vào Ngài thì trái Thánh Linh được sinh ra trong chúng ta. Vậy, để có một vụ mùa bội thu, hãy gieo 9 hạt giống sau. 1. Gieo hạt giống yêu thương. Nếu các ngươi vâng giữ điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương của ta, cũng như chính ta vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Giăng 15 câu 10. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn vâng giữ mọi luật lệ Ngài để không điều gì ngăn cản tình yêu đầy rẫy của Ngài nở hoa trong bạn. 2. Gieo hạt giống vui mừng. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Giăng 15 câu 11. Niềm vui xuất phát từ mối liên hệ gần gũi với Chúa, bất chấp mọi hoàn cảnh. Khi sống trong niềm vui của Chúa, bạn mong chờ Ngài sẽ làm việc lớn lao trong cuộc đời bạn. Hãy cầu xin niềm vui của Chúa được gieo trong bạn và biểu lộ qua bạn, để hoa trái của bạn lan tỏa ra khắp chung quanh. 3. Gieo hạt giống bình an. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Philip 4 câu 7. Hãy cầu xin để sự bình an này lớn lên mạnh mẽ vượt trên mọi hoàn cảnh của bạn. Chúng ta chỉ có thể bình an thật nếu sống trong mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn kinh nghiệm sự bình an của Ngài cách mạnh mẽ, hầu mang lại sự bình an cho những người chung quanh bạn nữa. 4. Gieo hạt giống kiên nhẫn. Thời điểm của Chúa không phải là thời điểm của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải tin cậy rằng cần có thời gian để Đức Chúa Trời tôi luyện và tỉa sửa chúng ta trước khi Ngài sai chúng ta vào kế hoạch Ngài đã định. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó
hầu cho chính mình anh em được trọn lành và toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Gia-cơ 1:4. Hãy cầu xin sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời được vững lập trong linh hồn, để không có điều gì đánh bật gốc rễ lòng nhịn nhục của bạn. 5. Gieo hạt giống nhân ái. Lòng nhân ái là thứ bạn chú tâm gieo trồng. Cũng như trang phục vậy, bạn có lựa chọn. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Colossae 3:12. Hãy cầu xin lòng nhân ái của Ngài được gieo trồng trong bạn, để bạn có thể cũng từ bỏ sự sống mình vì người khác bằng hành động nhân ái. 6. Gieo hạt giống thiện lành. Khi sự thiện lành của Đức Chúa Trời được gieo trong linh hồn bạn, thì bạn sẽ sản sinh ra việc lành. Hễ cây nào tốt thì sinh ra trái tốt. Matthew 7:17. Khi sự thiện lành được mọc lên trong lòng bạn, thì điều lành sẽ tự động tỏ bày ra từ cuộc sống bạn. 7. Gieo hạt giống trung tín. Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Luca 16:10. Hãy cầu xin sự thành tín của Ngài sẽ càng gia tăng trong bạn. Hãy cầu xin cho lòng trung tín của bạn sẽ làm vững mạnh mọi người mà bạn tiếp xúc, để khích lệ họ trở nên trung tín hơn. 8. Gieo hạt giống nhu mì. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nên hãy lấy gánh ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Matthew 11:29. Hãy cầu xin Chúa cho bạn có lòng nhu mì khiêm nhường giống Chúa Giê-xu bằng cách quan tâm đến nhu cầu người khác. Nhu mì chứng tỏ bạn đáp ứng với Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và đây là điều Ngài đã trồng và đâm rễ trong bạn. 9. Gieo hạt giống tiết độ. Thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho sự nhịn nhục sự tin kính. Phi-e-rơ 1:6. Hãy cầu xin Chúa gieo trồng cây tiết độ lớn lên mạnh mẽ trong bạn. Hãy cầu xin Ngài giúp bạn kiềm chế đam mê, ước muốn, xúc cảm và bắt phục dưới quyền kiểm soát của Thánh Linh, để bạn biết tiết độ và có kỷ luật trong đời sống thuộc linh. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời gieo trồng những hạt giống tốt và nhổ cỏ dại mọc lên quanh linh hồn bạn. Hãy nuôi dưỡng mảnh đất tâm hồn bạn bằng thức ăn lời Chúa và cầu xin Chúa Thánh Linh tưới nước tươi mới mỗi ngày. Ngày nào bạn còn trung tín ở trong cây nho thật, thì bạn sẽ sản sinh ra mùa gặt thuộc linh, làm cho Cha trên trời vui mừng và đẹp lòng. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Galati 5:22. Lời cầu nguyện của tôi: Lạy Chúa, xin Cha xét lòng con và thử xem con có lối ác nào chăng, để xử trị con bằng sự thiện lành trong bản tính Ngài. Xin gieo trồng trái Thánh Linh Ngài trong con. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp con cứ ở trong Ngài để con có kết quả trong đời sống. Lạy Chúa Thánh Linh, con xin Ngài đổ đầy tình yêu tươi mới của Ngài trong con, để tuôn tràn qua đời sống của người khác. Xin ban sự bình an của Chúa cai trị lòng con, tới mức mọi người đều cảm nhận được khi họ ở gần con. Xin ban cho con niềm vui do sự nhận biết Ngài mang lại. Xin khiến con nhịn nhục với người khác để con phản ánh Ngài cho họ. Xin giúp con nhân từ mọi lúc có cơ hội, và xin cho sự thiện lành của Ngài tuôn chảy trong con, để con làm điều tốt cho mọi người. Xin biến đổi con thành người trung tín, để con đáng tin cậy trong mọi sự. Xin giúp con có sự nhu mì và khiêm nhường của Đấng Christ để phản ánh tâm tình của Ngài. Xin giúp con tiết độ trong tư tưởng, lời nói cùng thói quen. Ngài là gốc nho, còn con là nhánh. Con phải cứ ở trong Ngài để sinh ra trái. Cảm tạ ơn Chúa vì lời hứa phán của Ngài. Nếu con cứ ở trong Ngài và lời Ngài ở trong con, thì con có thể cầu xin điều mình mong muốn và sẽ nhận được điều đó. Giăng 16:24. Xin cho con giống như cây trồng gần dòng nước hằng sống của Ngài, để con kết quả đúng mùa và không tàn héo. Thi Thiên 1:3. Trong danh của Chúa Giê-xu, con cầu xin trái của Thánh Linh lớn lên trong con, và mọi người nhìn xem con đều thấy rõ, để danh Ngài được vinh hiển. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc.
của người nữ. Ngày 13. Trong sạch và thánh khiết. Thánh khiết không có nghĩa là bạn hoàn hảo, nhưng là để đấng vốn thánh khiết ở trong bạn. Chúng ta không thể tự mình thánh khiết được, nhưng có thể chọn lựa để sống bày tỏ sự thánh khiết và trong sạch qua 7 cách sau. 1. Thánh khiết nghĩa là tách ra khỏi thế gian, nghĩa là lòng bạn tách biệt với những giá trị của đời này và xét chọn những điều thuộc về Đức Chúa Trời hơn hết thảy. Chớ yêu thế gian, cùng đừng yêu các vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy. Giăng nhất đoạn 2 câu 15. Biết là khó, nhưng bạn có thể quyết định không xem một bộ phim, không đọc một quyển sách, hay không đến những nơi không làm sáng danh Chúa. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn học cách yêu Chúa nhiều hơn yêu thế gian. 2. Thánh khiết nghĩa là làm trong sạch bản thân. Điều này không có nghĩa là khoác lên chiếc áo trắng để che đậy mọi thứ bất khiết, mà có nghĩa là cầu xin Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết tấm lòng bạn trong sạch. Bạn tra xét lại nếp sống, tư tưởng, hành động, mối liên hệ cùng việc làm của mình, rồi cầu xin Chúa tẩy sạch mọi điều bất khiết của bạn. Như đấng đã gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở của mình. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 15. Hãy xin Chúa giúp bạn tra xét thông suốt, xem xét đường lối mình và quay về với Chúa. Ca thương đoạn 3 câu 40. 3. Thánh khiết nghĩa là sống theo Chúa Thánh Linh, chớ không sống theo xác thịt. Bạn có ganh tị với ai không? Có tranh cãi với ai không? Có bất hòa nào chưa được giải quyết không? Bạn còn cố ý chứa chất tội lỗi nào trong mình không? Nếu có, thì bạn đang sống theo xác thịt. Và chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Roma đoạn 8 câu 6. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn sống theo Chúa Thánh Linh chứ không theo xác thịt. 4. Thánh khiết nghĩa là tránh xa tội lỗi tình dục. Một trong những lời dối trá phổ biến nhất hiện nay là xem nhẹ tội lỗi tình dục. Hãy nhớ, vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải được thánh hóa, tức là phải lánh xa sự gian dâm. Mỗi người phải biết giữ thân thể mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ xa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 3 đến câu 5. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giữ bạn trong sạch về tình dục trong tâm trí, linh hồn và thân thể. 5. Thánh khiết nghĩa là được Chúa Giê-xu thánh hóa khi đã tiếp nhận Ngài làm chủ của đời bạn. Vì nhờ chỉ dâng một của tế lễ, Ngài làm cho những người nên thánh được trọn vẹn đời đời. Hê-bơ-rơ đoạn 10 câu 14. Như thế không có nghĩa là chúng ta chẳng cần lo lắng về tội lỗi và làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng phải tiếp tục ở trong Ngài và cầu xin Chúa giúp chúng ta sống trong mọi điều Ngài đã mua chuộc chúng ta trên thập tự giá bằng chính huyết của Chúa Giê-xu. 6. Thánh khiết nghĩa là đồng hành gần gũi với Đức Chúa Trời. Hãy cầu sự bình an với mọi người cùng tìm sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai thấy được Đức Chúa Trời. Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 14. Xem trọng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và sống trong sạch là cách duy nhất giúp chúng ta gần gũi với Ngài. 7. Thánh khiết nghĩa là để Đức Chúa Trời gìn giữ bạn. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4. Thánh khiết là ý muốn Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta. Khi lòng chúng ta muốn sống trong sạch, ngay thẳng và làm điều phải, Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ chúng ta khỏi tội lỗi. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời gia tăng vẻ đẹp trong bạn bằng nét đẹp thánh khiết của Ngài. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4. Lời cầu nguyện của tôi, lạy Chúa, Ngài đã chọn con để được thánh khiết không chỗ trách được trước mặt Ngài. Con biết mình đã được rửa sạch và làm nên thánh nhờ huyết vô tội của Chúa Giê-xu. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 11. Ngài đã mặc cho con áo công chính và mặc lấy người mới trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 24. Xin cứ tiếp tục thanh tẩy con bởi quyền năng của Thánh Linh Ngài. Xin giúp con gớm sự giữ mà mến sự lành. Roma đoạn 12 câu 9. Và giữ con một lòng trong sạch.
Timôthê nhất đoạn 5 câu 22. Lạy Chúa, xin giúp con tách ra khỏi bất kỳ điều gì bất khiết. Con không muốn hoang phí đời mình vào những gì vô giá trị. Xin cho con sáng suốt phân biệt điều gì bất khiết và kẻ con tránh xa. Xin giúp con không nạp vào mình và biết loại bỏ những thứ vô bổ ra khỏi cuộc đời con để con sống tốt nhất theo ý Ngài. Xin bày tỏ và chỉ con cách phá đổ bất kỳ thần tượng nào còn có trong cuộc đời con. Xin giúp con loại bỏ mọi nguồn tư tưởng bất khiết như phim ảnh, sách báo, trang mạng, tạp chí không làm vinh hiển danh Ngài. Xin giúp con thực hiện điều cần thiết để được trong sạch trước mặt Ngài. Lạy Chúa, con muốn được thánh khiết như Ngài là được thánh khiết. Xin biến con thành người dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Hebrew đoạn 12 câu 10. Và xin cho tâm linh, linh hồn cùng thân thể con được giữ gìn không chỗ chê trách. Tesalonica nhất đoạn 5 câu 23. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Tác giả Stormy O'Martin. Nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 14. Mục đích Ngài tạo dựng con. Mỗi người chúng ta đều có một mục đích trong Chúa, nhưng nhiều người không nhận biết điều này. Một khi không hiểu chính xác mình là ai trong Chúa, thì chúng ta hay so sánh, bất an, chán nản và tìm cách trở nên giống người khác. Đức Chúa Trời không muốn bạn như vậy. Ngài muốn bày tỏ cho bạn biết những ân tứ và tài năng Ngài ban cho bạn và cách để trau dồi và sử dụng chúng ích lợi nhất cho vinh quang Ngài. Khi hiểu rõ Đức Chúa Trời có mục đích cao cả cho cuộc đời mình, bạn sẽ không dại dột vứt bỏ nó trong lúc yếu đuối hay nóng nảy. Mặt khác, chúng ta sẽ không bao giờ có thể sống trọn vẹn mục đích Chúa tạo dựng nếu không đầu phục hết mọi ước mơ của mình cho Ngài. Chúng ta phải buông hết mọi kế hoạch của mình, rồi thưa, Lạy Chúa, không phải theo ý con mà xin ý cha được nên. Có thể bạn sẽ thấy rất khó khăn và đau khổ, đặc biệt khi đó là ước mơ bạn theo đuổi từ lâu. Nhưng bỏ phí cả một đời để đuổi bắt một ước mơ trái ý Chúa sẽ còn đau đớn hơn. Hãy xin Chúa cất đi mọi ước mơ không đẹp ý Ngài và đổ vào lòng bạn ước mơ từ chính Chúa. Không tìm thấy lý do mình được Chúa tạo dựng thì chúng ta không thể nào cảm thấy trọn vẹn và thỏa lòng. Nhưng chúng ta sẽ chưa được giao cho các việc lớn nếu chưa trung tín trong những việc nhỏ nhất. Nếu bạn không chắc Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì, hãy bắt đầu làm người cầu thay. Hãy bắt đầu phục vụ trong hội thánh. Khi chúng ta trung tín trong những việc này, Ngài sẽ đưa chúng ta vào những việc khác. Ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa sẽ ban cho mình và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 17. Cầu xin Đức Chúa Trời ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt lòng anh em, hầu cho biết được điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 17-18. Cầu xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao, làm thành các điều toan tính của ngươi. Thi Thiên 20 câu 4. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: những người Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những người Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng công bình. Và những người Ngài đã xưng công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Roma đoạn 8 câu 30. Lời cầu nguyện của tôi: Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã kêu gọi con bằng sự kêu gọi thánh, không theo việc làm của con, nhưng theo mục đích cùng ân điển mà Ngài ban cho con trong Chúa Giêsu Christ. Timôthê nhì đoạn 1 câu 9. Con biết Ngài đã có kế hoạch cho con từ trước khi con biết Ngài. Xin giúp con bước đi cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi con. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1. Xin giúp con sống cuộc đời mình với ý thức về mục đích và hiểu biết về sự kêu gọi của Ngài cho con. Con xin bỏ hết mọi kiêu căng, ích kỷ và bất kỳ điều gì có thể ngăn cản con sống với thiên mệnh Ngài dành cho con. Con không muốn bỏ lỡ điều gì cho mục đích trọn vẹn của Ngài cho cuộc đời con. Con ăn năn từng ngày vì con chưa sống hoàn toàn cho Ngài. Xin dùng con làm khí cụ tạo nên sự thay đổi tích cực trong cuộc đời của những người Ngài đặt để trong cuộc đời con. Con biết hễ việc gì Ngài đã kêu gọi con làm thì Ngài sẽ giúp con làm trọn.
Xin cho con không bao giờ đi sai con đường mà Ngài đã gọi. Xin ban khải tượng cho cuộc đời con và giúp con nhận thức mạnh mẽ về mục đích cuộc đời mình. Xin cho con nhận biết việc con đang làm có đúng là việc Chúa muốn không. Con muốn điều Ngài đang xây dựng trong cuộc đời con sẽ còn lại đời đời. Lạy Chúa, con biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Ngài và được gọi theo mục đích của Ngài. Roma đoạn 8 câu 28. Con cầu xin Ngài cho con thấy rõ những ân tứ cùng tài năng Ngài đã ban cho con. Xin dắt con vào con đường con phải đi trong khi phát triển những ân tứ đó. Xin giúp con sử dụng những ân tứ đó theo ý muốn Ngài và vì vinh hiển Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Tác giả Stormy O'Martin. Nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 15, xin Chúa dẫn dắt mọi mối quan hệ. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta để sống trong gia đình và cộng đồng. Chúng ta ai cũng có khao khát tự nhiên là được thuộc về một nơi nào đó. Ở đó chúng ta được chấp nhận, được khẳng định, được xem là cần thiết và quý trọng. Nếu gia đình thực thể không thể đáp ứng nhu cầu đó, thì tin vui là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta gia đình thuộc linh, tức là hội thánh Ngài. Mối quan hệ của chúng ta với các thành viên trong gia đình sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe thuộc linh, đến chất lượng cuộc sống trong Chúa và cả việc chúng ta có thể sống trọn vẹn với mục đích Chúa gọi hay không. Vì tất cả chúng ta đều có điểm mù và dễ dàng bị lừa dối nếu sống đơn độc. Chúng ta cần những người mạnh mẽ gần gũi Chúa giúp mình thấy sự thật về bản thân và cuộc sống. Chúng ta cần có mối liên hệ vững bền đủ để khi gãy đổ, khi sự thật được nói ra trong tình yêu thương. Nhưng chúng ta phải học cách bảo vệ những mối quan hệ trong gia đình thuộc linh bằng sự cầu nguyện. Lý do là vì kẻ thù biết nếu không cam kết sống trong gia đình thuộc linh hoặc có mối quan hệ với anh chị em tin kính, bạn sẽ không thể tăng trưởng đúng mức và kết cục là bạn sống trong sự phản loạn theo cách nào đó, dù bạn có chủ tâm hay không. Vì vậy, kẻ thù sẽ tìm cách phá vỡ mọi mối quan hệ của bạn. Thế nên, hãy bảo vệ các mối quan hệ của mình bằng lời cầu nguyện. Thánh nói nhiều về tầm quan trọng của tình bạn đúng đắn với những người yêu mến kính sợ Chúa. Điều đó không có nghĩa là không dính líu với người chưa biết Chúa. Ngược lại, chúng ta là khí cụ Đức Chúa Trời dùng để đến với người khác vì cớ vương quốc Ngài. Nhưng mối quan hệ thân thiết nhất, ảnh hưởng chúng ta nhiều nhất phải là với những người yêu mến và kính sợ Đức Chúa Trời. Nếu chưa có, hãy cầu xin Chúa cho những người bạn tin kính bước vào cuộc đời bạn. 1. Người bạn tốt là người nói lẽ thật trong tình yêu thương. Bạn hữu làm cho thương tích ấy bởi lòng thành tín, còn sự hôn ít của người ghen ghét lấy làm giả ngụy. Châm ngôn 27 câu 6. 2. Người bạn tốt là người cho bạn lời khuyên sáng suốt. Dầu và thuốc thơm làm khoan khoái linh hồn, lời khuyên do lòng bạn hữu ra cũng êm dịu rừng ấy. Châm ngôn 27 câu 9. 3. Người bạn tốt là người tinh luyện bạn, sắc mài nhọn sắt, người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình. Châm ngôn 27 câu 17. 4. Người bạn tốt là người giúp bạn tăng trưởng trong khôn ngoan. Ai giao tiếp với người khôn ngoan trở nên khôn ngoan, nhưng người nào làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. Châm ngôn 13 câu 20. 5. Người bạn tốt là người yêu thương bạn và giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Bạn hữu thương mến nhau luôn luôn và anh em sinh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Châm ngôn 17 câu 17. Những thương tổn trong các mối quan hệ thường có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Bảo vệ các mối quan hệ bằng lời cầu nguyện vẫn dễ hơn là chữa lành những thương tổn. Vì vậy, hãy nuôi dưỡng các mối quan hệ bằng lời cầu nguyện. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn trở thành người bạn tốt với những người khác, với tấm lòng yêu thương, trong sạch trong từng mối quan hệ. Hãy nhớ chất lượng các mối quan hệ vẫn quan trọng hơn là số lượng. Bạn không cần phải có nhiều bạn, chỉ một nhóm ít người bạn mạnh mẽ trong Chúa vẫn sẽ là nguồn sức mạnh lớn lao. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi, Ngài muốn chúng ta không như con trẻ nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc mà lay động và rời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật
để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Ephesians 4:14-15. Lời cầu nguyện của tôi: Lạy Chúa, con xin dâng từng mối quan hệ của con lên Ngài và xin Ngài ban phước. Nguyện mọi mối quan hệ của con sẽ làm vinh hiển danh Ngài. Đối với những mối quan hệ khó khăn nhất, con cầu xin sự bình an của Ngài ngự trị. Đặc biệt, con xin dâng lên Ngài mối liên hệ giữa con với tên của người bạn đó. Con biết hai người không thể đi chung trừ khi họ đồng ý với nhau. Amos 3:3. Vì vậy, xin giúp con tìm được sự đồng thuận, hiệp nhất và tâm tình giống nhau. Ai trong chúng con cần thay đổi ở điểm nào, cầu xin Ngài cứ thay đổi chúng con. Xin triệt phá bất kỳ bức tường ngăn cách, Ephesians 2:13-15, hoặc hiểu lầm nào. Con xin giao phó tên của người bạn đó trong tay Ngài và cầu xin Ngài biến đổi mối quan hệ giữa chúng con như ý Ngài muốn để làm vinh hiển danh Ngài. Con cầu nguyện cho mối liên hệ của con với mỗi một thành viên trong gia đình con. Cụ thể, con cầu nguyện cho mối liên hệ giữa con với tên thành viên trong gia đình bạn quan tâm nhất. Con cầu xin sự chữa lành, hòa giải và hồi phục cần thiết. Xin ban phước cho mối liên hệ giữa chúng con và làm cho nó thêm vững mạnh. Lạy Chúa, con cầu nguyện cho bất kỳ mối liên hệ nào giữa con với người chưa biết Ngài. Xin ban cho con lời để nói khiến lòng họ quay hướng về Ngài. Xin giúp con làm ánh sáng của Ngài cho họ. Cụ thể, con cầu xin cho tên của người chưa tin hoặc người đã bỏ Chúa. Xin làm mềm lòng người này để họ mở mắt ra tiếp nhận Ngài và trung tín theo Ngài. Con cầu xin cho bạn bè tin kính bước vào cuộc đời con. Xin Chúa sai đến những người nói sự thật trong tình yêu thương. Con cầu xin những người bạn bước vào cuộc đời con sẽ là những người đáng tin cậy, nhân ái, yêu thương và trung tín. Nguyện sự tha thứ và tình yêu dễ dàng tuôn chảy giữa chúng con. Xin Chúa khiến con là ánh sáng của Ngài trong mọi mối liên hệ của con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Tác giả Stormy O'Martin. Nguồn: Hội các bà mẹ Cơ Đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 16. Sống theo ý Chúa. Sống trong ý Chúa là nơi an toàn nhất. Sống ngoài ý Chúa nghĩa là chúng ta đã khước từ sự bảo vệ của Ngài. Đó là lý do chúng ta không muốn có những quyết định quan trọng như theo đuổi một sự nghiệp, chuyển đến thành phố khác hay bất kỳ thay đổi lớn nào trong đời mình mà không trước tiên tìm kiếm ý Chúa. Hãy thường xuyên tìm cầu Chúa, xin Ngài dẫn dắt chúng ta cho ý muốn Ngài. 4 lẽ thật về ý Chúa. 1. Sống theo ý Chúa không có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ gặp hoạn nạn. Hoạn nạn là một phần trong cuộc đời. Vẫn thỏa lòng và bình an ngay giữa hoạn nạn, đó chính là điểm cốt yếu của đời sống theo ý Chúa. Vì vậy, đừng nghĩ hoạn nạn nghĩa là ở ngoài ý Chúa. Có sự khác biệt lớn giữa việc được Chúa tiệc sửa, thử thách và việc sống ngoài ý Chúa. Cả hai đều không hề dễ chịu, nhưng một đang bình an và dẫn đến sự sống, còn đằng kia thì không. 2. Sống theo ý Chúa không phải luôn vui vẻ và dễ dàng. Chúa Giêsu phán: Vì ta từ trời xuống, chẳng phải làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Giăng 6:38. Ngài hoàn toàn làm theo ý muốn Cha, và bây giờ Ngài cũng sẽ giúp chúng ta làm theo như vậy. 3. Sống theo ý Chúa không tự động diễn ra. Chúng ta được quyền lựa chọn đầu phục Chúa hay không. Mỗi ngày trong đời chúng ta đều phải đưa ra những quyết định. Chúng ta có tìm kiếm ý Ngài không? Chúng ta có xin Chúa sự khôn ngoan không? Chúng ta có sẵn lòng vâng lời Chúa không? Chớ nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Ephesians 5:17. Sống theo ý Chúa là chọn lựa chúng ta phải thực hiện mỗi ngày trong suốt cuộc đời mình. 4. Cách tốt nhất để khởi sự tìm kiếm ý Chúa trong cuộc đời bạn là phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu cho anh em là như vậy. Tê-sa-lô-ni-ca 5:18. Hãy cảm tạ Chúa đã gìn giữ bạn trong ý muốn Ngài. Sau đó, hãy cầu xin Ngài dẫn dắt bạn từng bước một.
tin cậy mình đi đúng đường và làm đúng điều Đức Chúa Trời muốn là một trong những trải nghiệm tuyệt diệu nhất trên đời này. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: thế gian với những tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Giăng Nhất đoạn 2 câu 17. Lời cầu nguyện của tôi: lạy Chúa, xin Ngài cho con đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. Côlôse 1 câu 9. Xin giúp con bước đi cách xứng đáng, hoàn toàn đẹp ý Ngài, kết quả trong mọi việc lành và thêm lên trong sự hiểu biết đường lối Ngài. Đức Chúa Giêsu phán: xin ý Cha được nên chứ không theo ý con. Luca 22 câu 42. Vì vậy, con xin thưa với Ngài, không phải ý con mà xin ý Cha được nên trong cuộc sống con. Lạy Đức Chúa Trời của con lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa. Thi Thiên 40 câu 8. Ngài quan trọng đối với con hơn hết thảy mọi điều gì khác. Ý muốn Ngài quan trọng đối với con hơn mọi ước muốn của con. Con muốn sống như đầy tớ Ngài, làm theo ý muốn của Ngài từ tận đáy lòng mình. Ê-phê-sô 6 câu 6. Lạy Chúa, xin biến đổi ý muốn con trở nên phù hợp với ý muốn của Ngài. Xin giúp con nghe tiếng phán Ngài: này là đường đây, hãy noi theo. Nếu con đang làm gì ngoài ý muốn Chúa, xin tỏ cho con biết. Xin hãy phán với con từ lời Ngài để con hiểu được. Xin tỏ cho con biết lĩnh vực nào trong cuộc sống con chưa nhắm đúng mục tiêu. Nếu có điều gì con cần phải làm, xin bày tỏ cho con để con sửa lại đường lối mình. Con chỉ muốn làm điều Ngài muốn. Lạy Chúa, con biết con không điều khiển được các bước mình. Jeremy 10 câu 23. Vì vậy, con cầu xin Ngài điều khiển các bước của con. Chỉ một mình Ngài biết đường con phải đi. Con không muốn đi lạc khỏi đường lối Ngài. Con muốn vui hưởng được mọi điều Ngài dành cho con và trở thành người mà Ngài tạo dựng bằng cách bước đi trong ý muốn trọn vẹn của Ngài cho cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ Đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 17, xin Chúa bảo vệ con. Cuộc sống có vô vàn hiểm nguy tiềm ẩn quanh chúng ta mỗi ngày. Cha chúng ta trên trời vẫn canh giữ và bảo vệ chúng ta khỏi vô số cạm bẫy của ma quỷ, dù chúng ta không biết. Nhưng đừng xem đây là chuyện đương nhiên mà quên mất chúng ta cần phải thường xuyên cầu xin Chúa. Một phần trong việc được Đức Chúa Trời bảo vệ là do vâng phục Chúa và sống trong ý Ngài. Nếu không, chúng ta đã tự bước ra khỏi sự che phủ của Ngài. Chúng ta hẳn đã tránh được bao nhiêu tai họa và cạm bẫy nếu chịu tìm cầu Chúa, chịu lắng nghe tiếng Chúa, chịu vâng lời Chúa và đi trong đường lối Ngài. Đức Chúa Trời là chốn an toàn để bạn chạy tới trong lúc cấp bách, nhưng tốt nhất hãy tập chạy đến với Ngài mỗi ngày và ở đó. Trong Kinh Thánh dạy: trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn núp. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va vốn là một nguồn sự sống đã khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết. Châm ngôn 14 câu 26-27. Khi mắt chúng ta nhìn vào Đức Chúa Trời thì Ngài cũng chăm xem chúng ta. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thi Thiên 91 câu 11. Lời cầu nguyện của tôi: lạy Chúa, con cầu xin bàn tay che chở của Ngài bao phủ con và gìn giữ con khỏi mọi tai nạn, bệnh tật hoặc ảnh hưởng xấu. Xin bảo vệ con và gìn giữ con an toàn trong mọi nơi con đi. Con tin cậy lời Ngài chắc chắn với con rằng Ngài là vầng đá, đồn lũy, đấng giải cứu, cái khiên, pháo đài và là sức lực của con, là đấng con tin cậy. Con muốn ở trong nơi kín đáo của Ngài và ở dưới bóng che chở của Ngài. Thi Thiên 91 câu 1. Xin giúp con luôn luôn nghe tiếng Ngài hướng dẫn. Xin sai thiên sứ Ngài nâng đỡ con để con không vấp ngã. Thi Thiên 91 câu 12. Lạy Chúa, Ngài là nơi trú ẩn và sức lực và sẵn sàng giúp đỡ trong nơi gian truân. Vì vậy, con sẽ không sợ hãi dù núi lay động và bị quăng vào lòng biển.
Thi Thiên 46 câu 1, 2. Con cảm tạ Ngài vì Ngài không bỏ con trong tay người ác luôn tìm cách hủy diệt con. Thi Thiên 37 câu 32, 33. Gìn ấp con dưới bóng cánh của Chúa, cho khỏi người ác hà hiếp con, khỏi kẻ thù nghịch hăm hở vây phủ con. Thi Thiên 17 câu 8, 9. Xin bảo vệ con khỏi mưu kế của kẻ ác, xin giữ con khỏi mọi hiểm nguy bất chợt. Xin cảm tạ ơn Ngài vì con sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho con được yên ổn. Thi Thiên 4 câu 8. Cảm tạ Ngài vì lời hứa bảo vệ của Ngài, con nắm lấy lời hứa Ngài hôm nay. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 18, sống khôn ngoan. Khôn ngoan nghĩa là có hiểu biết rõ ràng và sâu sắc, phân biệt được đúng sai, biết nhận xét và đưa ra quyết định đúng đắn. Nhưng chỉ duy Đức Chúa Trời là đấng biết rõ toàn bộ lẽ thật và là đấng khôn ngoan tối cao trên toàn cõi vũ trụ. Vì thế, hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự khôn ngoan trong mỗi quyết định và mọi việc chúng ta làm mỗi ngày. Hãy nhớ rằng, những điều thuộc về Đức Chúa Trời chỉ có thể nhận biết được trong tâm linh. Con người tự nhiên không có được sự hiểu biết này. Người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 14. Sau đây là 6 cách để sống khôn ngoan. 1. Sống trong lời Chúa. Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, gìn giữ mệnh lệnh ta nơi lòng con, để lắng nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng, bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Châm ngôn đoạn 2, câu 1, 2, câu 5. 2. Biết cầu xin sự khôn ngoan. Ví bằng trong anh em có người kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai thì người ấy sẽ được ban cho. Gia-cơ 1, câu 5. 3. Nhận biết Chúa trong mọi sự. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Châm ngôn đoạn 3 câu 6. 4. Bước đi trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Châm ngôn 9 câu 10. 5. Bước đi trong sự vâng phục và khiêm nhường. Khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến nữa, nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhường. Châm ngôn 11 câu 12. 6. Tìm kiếm sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời, không phải sự khôn ngoan của người đời. Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ sao? Vì Đức Chúa Trời, bởi sự khôn ngoan của Ngài đã khiến thế gian không thể dùng sự khôn ngoan riêng của mình để hiểu biết Ngài, nên Ngài vui lòng dùng sự giao giảng bị xem là điên rồ của chúng ta để cứu những người tin. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 20-21. Hãy tìm kiếm sự dẫn dắt từ nơi Chúa trước khi tìm đến bất kỳ con người nào. Hãy cầu xin Ngài dẫn bạn tránh xa bất kỳ lời khuyên nào không tin kính để bạn trở lại bước vào con đường công chính và khôn ngoan. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi, nếu con kêu cầu sự phân biệt và cất tiếng lên kêu cầu sự thông sáng, nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bảo vật ẩn bí, bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. Châm ngôn đoạn 2 câu 3 đến câu 6. Lời cầu nguyện của tôi. Lạy Chúa, con cầu xin Ngài ban cho con sự khôn ngoan và hiểu biết trong mọi sự. Con biết sự khôn ngoan quý hơn vàng và sự hiểu biết quý hơn bạc. Châm ngôn 16 câu 16. Cảm tạ Ngài đã ban khôn ngoan cho người khôn ngoan và sự thông biết cho người tỏ sáng. Daniel đoạn 2 câu 21. Xin gia tăng sự khôn ngoan và hiểu biết để con nhìn thấy được chân lý của Ngài trong mọi tình huống. Xin ban sự sáng suốt cho con trong từng quyết định con phải thực hiện. Con ưa thích luật pháp Ngài và lời Ngài. Xin giúp con suy ngẫm ngày và đêm, nghiền ngẫm, nói ra, học thuộc, đưa lời đó vào linh hồn và tấm lòng con. Lạy Chúa, con biết
hễ người nào tin cậy nơi lòng mình là người ngu muội, còn ai ăn ở cách khôn ngoan sẽ được cứu rỗi. Châm ngôn 28 câu 26. Con không muốn tin cậy bản thân mình, con muốn tin cậy lời Ngài và sự chỉ dạy của Ngài để bước đi cách khôn ngoan. Xin biến con thành người khôn ngoan trong đường lối Chúa. Trong lời Ngài có phán rằng, Ngài dành sự khôn ngoan thật cho người ngay thẳng. Châm ngôn đoạn 2 câu 7. Xin giúp con bước đi ngay thẳng, công chính và vâng phục. Xin đừng để con khôn ngoan theo mắt mình mà luôn luôn kính sợ Ngài. Xin ban cho con sự khôn ngoan, tri thức, hiểu biết, hướng đi cùng sự sáng suốt con cần có để tránh khỏi mưu kế của người ác, để bước đi an toàn và không vấp ngã. Châm ngôn đoạn 2 câu 10 đến câu 13. Lạy Chúa, con biết trong Ngài ẩn chứa mọi kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức. Côlôse đoạn 2 câu 3. Xin giúp con khám phá ra các kho tàng đó. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Tác giả Stormy O'Martin. Nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 19, xin Chúa cứu con khỏi điều ác. Chúng ta ai cũng cần được sự giải cứu lúc này hoặc lúc khác. Lý do là vì dù có thuộc linh bao nhiêu, chúng ta vẫn đang sống trong xác thịt trên đất. Cho dù cố gắng sống hoàn hảo ra sao, chúng ta vẫn có kẻ thù luôn tìm cách dựng lên những thành trì tai ác trong cuộc đời mình. Đức Chúa Trời muốn chúng ta thoát khỏi những điều trói buộc, cầm giữ hoặc ngăn cách chúng ta với Ngài. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện, xin cứu chúng con khỏi mọi điều ác. Matthew 6 câu 13. Nếu không cần thiết thì Chúa Giêsu không dạy chúng ta như thế. Có bao giờ bạn rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính triền miên không? Bạn có ốm đau liên tục, tái đi tái lại mà không khỏi không? Bạn dễ nghiện ăn uống, rượu bia, ma túy, cờ bạc hay mạng xã hội không? Bạn có hận thù ai đó mà không vượt qua được không? Bạn có luôn cảm thấy xa cách Đức Chúa Trời không? Bạn có cảm thấy dường như lời cầu xin của mình không được Chúa nghe thấy hay đáp lời không? Bạn có cảm thấy thỉnh thoảng mình lặp lại cùng nan đề, thói quen, hành động, suy nghĩ xưa cũ ở trong cùng hoàn cảnh không lành mạnh ngày trước không? Bạn có luôn cảm thấy mình buồn bã, chán nản hơn thay vì vui thỏa trong Chúa không? Nếu bạn trả lời có cho bất kỳ câu hỏi nào vừa nêu, thì Đức Chúa Trời muốn giải thoát bạn. Nếu bạn kêu cầu Ngài, Ngài muốn bạn nhớ rằng Ngài là đấng giải cứu, Roma 11 câu 26, và Ngài hứa giải cứu người bị đùa đến sự chết, Châm ngôn 24 câu 11. Đức Chúa Trời muốn bạn được tự do không chỉ vì Ngài yêu bạn và thương xót bạn, mà còn vì Ngài muốn bạn lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, chọn đời mình không sợ hãi gì hết, mỗi một ngày trong cuộc đời bạn, Luca đoạn 1 câu 74-75. Dĩ nhiên, chúng ta có trách nhiệm phải lánh xa điều ác. Kinh Thánh nói, đạo của người ngay thẳng, ấy là lìa bỏ sự ác. Ai canh giữ tánh nết mình giữ lấy linh hồn mình. Châm ngôn 16 câu 17. Đôi khi chúng ta phải chịu trách nhiệm về những việc xảy ra trong cuộc sống mình. Nhưng đôi lúc, đó là kế hoạch của kẻ thù chống lại chúng ta và chúng ta cần được giải cứu. Sự giải cứu có được có thể là do tự mình cầu xin hay nhờ một tín nhân mạnh mẽ hơn mình cầu nguyện. Thi Thiên 34 câu 17, bằng cách đọc lời của Đức Chúa Trời hoặc tìm kiếm sự hiện diện của Chúa qua việc ca ngợi và thờ phượng Ngài. Sự hiện diện của Ngài đập tan quyền lực ác, Thánh Linh Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó, Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 17. Sự giải cứu có thể xảy ra ngay tức khắc, nhưng cũng có thể là một tiến trình. Hãy tin rằng thời điểm ở trong tay Ngài và Ngài sẽ giải cứu bạn đúng thời điểm của Ngài. Thi Thiên 31 câu 14-15. Ngài sẽ không nghỉ ngơi tới khi sự công chính của bạn tỏa sáng và sự cứu rỗi của bạn rực lên như ngọn đuốc. Ê-sai 62 câu 1. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi, đạo của người ngay thẳng, ấy là lìa bỏ sự ác. Ai canh giữ tính nết mình giữ lấy linh hồn mình. Châm ngôn 16 câu 17. Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Thi Thiên 34 câu 17. Lời cầu nguyện của tôi, Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã hứa giải thoát con khỏi mọi điều ác và cứu con vào vương quốc trên trời của Ngài.
Timôthê nhì đoạn 4 câu 18. Con biết rằng chúng con đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, mà là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Ê-phê-sô 16 câu 12. Cảm tạ Ngài đã đặt mọi kẻ thù này dưới chân Ngài. Ê-phê-sô 1 câu 22. Lạy Chúa, con biết mình không thể thấy hết mọi đường mà kẻ thù muốn lợi dụng để dựng nên đồn lũy trong cuộc đời con. Con nương cậy Ngài bày tỏ cho con thấy. Con cảm tạ Ngài đã đến để giao cho người bị cầm tù được tha, người mù được sáng, người bị hà hiếp được tự do. Luca đoạn 4 câu 18. Lạy Chúa, con kêu cầu Ngài, xin Ngài giải thoát con khỏi bất kỳ điều gì trói buộc con hoặc ngăn cách con với Ngài. Con đặc biệt cầu xin được giải cứu khỏi nêu tên lãnh vực bạn muốn được giải thoát. Con xin ăn năn nếu có mở cửa cho kẻ thù nghịch ở nơi đó. Nếu con có bước đi bất tuân trong lĩnh vực nào, xin Ngài chỉ cho con để con có thể quay lại sống thuận phục theo đường lối Ngài. Con biết, dù sống trong xác thịt chứ chẳng tranh chiến theo cách xác thịt, vì khí giới mà chúng con dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đánh đổ các đồn lũy. Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 3 câu 4. Nhân danh Chúa Giê-xu, mọi đồn lũy do kẻ thù nghịch dựng lên chung quanh con sẽ trở thành hư không. Xin biến bóng tối thành ánh sáng trước mặt con và ban bằng các nơi gồ ghề. Ê-sai 42 câu 16. Con biết rằng Ngài là đấng khởi sự làm việc lành trong con sẽ làm cho trọn vẹn. Philip đoạn 1 câu 6. Xin ban cho con kiên nhẫn để không bỏ cuộc và sức lực để đứng vững trong lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 20, xin Chúa cứu con khỏi cảm xúc tiêu cực. Tất cả chúng ta đều có lúc gặp khó khăn, những lúc chúng ta cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Nhưng thật sự không phải vậy. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta và giúp đỡ khi chúng ta kêu cầu Ngài. Giữa những lúc đó, đừng để những cảm xúc tiêu cực điều khiển mình. Chúng ta có thể chống trả bằng lời cầu nguyện và chân lý trong lời Chúa về những cảm xúc đó. 1. Không lo âu. Bất kể chúng ta gặp phải vấn đề nào trong cuộc sống, thì Chúa Giê-xu đã chiến thắng cả rồi. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng bền chí, ta đã thắng thế gian rồi. Giăng 16 câu 33. Lo âu nghĩa là bạn không tin rằng Đức Chúa Trời săn sóc mình. Hãy nhớ lời Chúa, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình dâng các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Philip 4 câu 6. 2. Không giận dữ. Khi bạn thường xuyên để cơn giận dữ cai trị mình, thì mọi điều Đức Chúa Trời dành cho bạn đều bị khóa lại. Khi để sự giận dữ chiếm chỗ trong linh hồn, chúng ta mở cửa cho tội lỗi và ma quỷ bước vào và quấy nhiễu. Biết bao ông chồng nổi giận đã hành hạ vợ mình, thậm chí hủy hoại cuộc đời mình mãi mãi chỉ vì giận dữ. Biết bao phụ nữ cáu giận đã hủy phá các mối liên hệ cùng gia đình và đánh mất phước hạnh Đức Chúa Trời dành cho họ. Chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Ê-phê-sô 4 câu 27. Hãy cầu xin Chúa gìn giữ bạn tự do khỏi giận dữ, để bạn cứ ở trong dòng chảy của mọi điều Đức Chúa Trời dành cho bạn. 3. Không bất mãn. Bất mãn khiến bạn chỉ chú tâm vào những điều tiêu cực. Hãy nhớ sứ đồ Phao-lô đã nói: vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng thêm sức cho tôi. Philip 4 câu 11 đến 13. 4. Không trầm cảm. Đây là loại cảm xúc tiêu cực mà chúng ta dễ dàng chấp nhận nhất vì nó quá phổ biến và quen thuộc, cả từ thời cựu ước. Con kiệt sức vì than thở, đêm đêm giường con dầm trong nước mắt, trõng của con đầm đìa giọt lệ. Thi Thiên 6 câu 6. Nhưng đó không phải ý muốn Chúa. Hãy kêu cầu Chúa để Ngài sẽ nhấc chúng ta lên khỏi chỗ trầm cảm.
5. Không tuyệt vọng. Tuyệt vọng là thứ vũ khí giết người từ từ, cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Hãy nhớ, bất kể sự việc có tồi tệ cỡ nào, bạn vẫn luôn có hy vọng nơi Chúa. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban hy vọng cho bạn về tương lai và có thái độ biết ơn Ngài từng ngày. 6. Không ganh tị. Khi bạn nhìn ai đó với điều họ đang có, thay vì nhìn vào Chúa cùng mọi điều Ngài đang có, thì lòng tham sẽ làm cho linh hồn bạn khốn khổ. Cái giá chúng ta phải trả cho lòng ganh tị quá cao. Sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt, trong ngôi 14 câu 30. Hãy xin Chúa bày tỏ tình yêu Ngài trong bạn và qua bạn. 7. Không cay đắng. Sự cay đắng đốt cháy thân thể cùng linh hồn bạn như axit ăn mòn vậy. Khi rễ cay đắng mọc lên trong lòng bạn, dần dần nó sẽ nuốt chửng bạn và cắt đứt mọi ơn phước Đức Chúa Trời dành cho bạn. Vì ta thấy ngươi ở trong mật đắng và trong xiềng của tội ác, Công vụ 8 câu 23. Khá coi chừng, kẻo có người chật phần ân sủng của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng? Hebrews 12 câu 15. Tất cả chúng ta đều đã trải nghiệm những cảm xúc này một lúc nào đó trong cuộc sống. Chim có thể bay qua đầu bạn, nhưng đừng để chúng làm tổ ở đó. Cũng vậy, cũng đừng sống với những cảm xúc tiêu cực xấu xa này. Chúng sẽ phá hỏng vẻ đẹp của sức sống Đức Chúa Trời dành cho bạn. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Ê-sai 40 câu 31. Lời cầu nguyện của tôi: Lạy Chúa, xin giúp con sống trong niềm vui và sự bình an của Ngài. Xin ban cho con sức lực cùng hiểu biết để chống lại lo lắng, giận dữ, bất an, ganh tị, trầm cảm, cay đắng, tuyệt vọng, cô đơn, sợ hãi và tội lỗi. Xin giải cứu con khi tâm linh con nao sờn, tấm lòng sầu não trong mình con. Thi Thiên 143 câu 4. Con biết Ngài ban cho con đời sống vượt trội hơn thế. Khi con rơi vào cám dỗ muốn bỏ cuộc, xin nhắc nhở con về lẽ thật của Ngài. Ngài đã phán trong lời Ngài rằng, nhờ kiên trì con có thể giữ được linh hồn mình. Luca 21 câu 19. Xin ban cho con sự kiên trì để con làm được điều đó. Xin giúp con cẩn thận giữ tấm lòng con, vì con biết các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Châm ngôn 4 câu 23. Xin giúp con không bất an và không chú tâm vào nan đề, vào bản thân, mà đánh mất cơ hội chú tâm vào Ngài, nhìn xem Ngài và chia sẻ tình yêu của Ngài. Vì vậy, tâm linh con mòn mỏi, tâm hồn con tuyệt vọng. Con nhớ lại những ngày xưa, nghĩ đến mọi việc Chúa làm và suy ngẫm công việc của tay Ngài. Con giơ tay lên hướng về Ngài, linh hồn con khao khát Chúa như đất khô hạn vậy. Đức Giê-hô-va ơi, xin mau mau đáp lời con, tâm linh con mòn mỏi. Xin Chúa đừng giấu mặt với con, kẻo con giống như kẻ xuống huyệt trăng. Buổi sáng, xin cho con nghe được lòng nhân từ Chúa, vì con tin cậy nơi Ngài. Xin chỉ cho con biết con đường phải đi, vì linh hồn con ngưỡng vọng Chúa. Thi Thiên 143 câu 4 đến câu 8. Lạy Chúa, khi con kêu cầu Ngài thì Ngài nghe tiếng con và đáp lời con. Thi Thiên 18 câu 6. Nguyện niềm vui được biết Ngài khiến lòng con được hạnh phúc và bình an. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 21, xin Chúa an ủi con trong cơn hoạn nạn. Ai cũng có lúc đối diện với khó khăn hoạn nạn, nỗi đau và mất mát luôn là một phần cuộc sống. Có rất nhiều nguyên do khác nhau, nhưng Đức Chúa Trời luôn có thể đem đến những điều tốt đẹp nếu chúng ta mời Ngài bước vào và hành động. Nếu tin cậy Chúa có mục đích cho mọi biến cố, chúng ta sẽ có thể vượt qua và thấy đức tin mình tăng trưởng ngay giữa cảnh khổ đau. 4 lý do cho thử thách hoạn nạn. 1.
Đôi khi hoạn nạn xảy đến để sự vinh quang cùng quyền năng Đức Chúa Trời được bày tỏ trong và qua chúng ta. Khi đi ngang qua người mù từ lúc mới sanh, các môn đệ hỏi Ngài rằng người đó bị mù là do tội lỗi của chính mình hay của cha mẹ? Chúa Giê-xu đáp, đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những công việc của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong người. Giăng 9 câu 3. Có thể chúng ta không hiểu được tại sao một số sự việc xảy ra, và có thể chúng ta không bao giờ hiểu được cho tới khi gặp Chúa. Nhưng khi chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh khó khăn, thì qua đó và qua chúng ta, vinh quang của Đức Chúa Trời được bày tỏ. 2. Đức Chúa Trời dùng những khó khăn để thanh tẩy chúng ta. Sự khổ đau xảy đến để chúng ta học cách sống cho Chúa thay vì sống cho chính mình, hầu cho chúng ta theo đuổi ý muốn Ngài, không phải ý riêng. Hãy buông tay khỏi mọi tham dục và bám lấy điều quan trọng nhất trong cuộc sống, đó chính là Ngài. 3. Đôi khi Đức Chúa Trời dùng những hoạn nạn để kỷ luật chúng ta. Hỡi con ta, chớ xem thường sự xử phạt của Chúa, và khi Chúa khiển trách, chớ ngã lòng, vì Chúa xử phạt người Ngài yêu thương. Những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt. Hebrews 12 câu 5 câu 6. 4. Đôi khi chúng ta bị khổ đau là do kẻ thù. Ma quỷ luôn tìm cách hành hại bạn và hủy phá cuộc đời bạn. Đôi khi những khốn khổ, buồn tủi, đau đớn mà bạn cảm nhận hoàn toàn là do kẻ thù gây ra, chứ không phải do lỗi của bạn hoặc của ai khác cả. Nhưng chính Chúa Thánh Linh luôn hiện diện để giúp đỡ và an ủi chúng ta khi chúng ta nhờ cậy Ngài đứng an ủi. Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin, đọc cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Roma 8 câu 26. Đức Chúa Trời sẽ đến với bạn ngay giữa những khổ đau, biến đổi bạn và gia tăng lòng thương xót trong bạn đối với những khổ đau của người khác. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: hỡi anh em yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Như anh em có phần trong sự thương xót của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 12-13. Lời cầu nguyện của tôi: lạy Chúa, con biết chỉ mình Ngài mới có năng quyền cất đi nỗi đau, mất mát của con, và thay vào đó là những điều tốt đẹp. Chỉ một mình Ngài có năng quyền cất lấy gánh nặng, sầu khổ, đớn đau của con và lau ráo nước mắt con. Lạy Đức Chúa Trời công bình của con, khi con kêu cầu, xin đáp lời con. Khi con gian truân, Ngài để con ra nơi rộng rãi. Xin thương xót con và nghe lời cầu nguyện con. Thi Thiên 4 câu 1. Lúc sầu não, khổ đau hoặc thử thách, con cầu xin được cảm nhận thêm sự hiện diện của Ngài. Con muốn gia tăng đức tin để xua tan mọi nghi ngờ. Con muốn giữ vững hy vọng ngay giữa hoạn nạn và không đầu hàng trong tuyệt vọng. Con muốn đứng vững trong chân lý lời Ngài và không bị cuốn trôi theo cảm xúc của mình. Cảm tạ Ngài vì Ngài giải cứu linh hồn con ra khỏi sự chết, mắt con khỏi giọt lệ và chân con khỏi vấp ngã. Thi Thiên 116 câu 8. Cảm tạ ơn Ngài vì con bước đi trước mặt Ngài với hy vọng trong linh hồn và sự sống trong thân thể. Cảm tạ Ngài vì con sẽ không chết nhưng được sống, thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 118 câu 17. Ngay cả khi linh hồn con vì ưu sầu chảy tuôn giọt lệ, con cầu xin Ngài làm cho con vững bền tùy theo lời Chúa. Thi Thiên 119 câu 28. Xin giúp con nhớ cảm tạ Ngài trong mọi sự, vì biết rằng Ngài cai trị giữa mọi sự. Con cầu xin Ngài đổ đầy niềm vui, sự bình an và đức tin trong con, để con sẽ nhờ quyền phép Chúa Thánh Linh được dư dật sự trông cậy. Roma 15 câu 13. Cảm tạ Ngài đã ban Thánh Linh Ngài là đấng an ủi và giúp đỡ con. Xin nhắc nhở con điều đó ngay giữa lúc khó khăn hoạn nạn. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ,
Tác giả Stormy O'Martin. Nguồn: Hội các bà mẹ Cơ đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 22, chiến thắng cám dỗ. Cám dỗ xảy ra cho tất cả mọi người. Chính Chúa Giê-xu cũng bị cám dỗ, nhưng Ngài làm điều đúng, còn David thì không. David chiều theo dục vọng xác thịt, Chúa Giê-xu thì không. Chúa Giê-xu đứng vững trong lời Chúa, còn David thì quên hẳn. Nhiều người tài năng đã đầu hàng cám dỗ và vì thế từ bỏ tương lai đầy vinh hiển mà Chúa hứa ban cho họ. Cám dỗ bắt nguồn khi ma quỷ khơi gợi lên trong bạn những suy nghĩ bất khiết. Chẳng hạn, cám dỗ tình dục bắt đầu từ những suy nghĩ như: đây là định mệnh, đây là người mình hằng mơ tưởng, chuyện này hẳn là không sao vì mình cảm thấy hạnh phúc, có ai biết đâu mà. Dù bạn có hành động theo những tư tưởng bất chính này hay không, hãy nhớ rằng tội lỗi trong tâm trí cũng có hậu quả nghiêm trọng. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Matthew 26 câu 41. Ngay khi nhận biết những cám dỗ đến, hãy lập tức xưng nhận trước Chúa và cầu nguyện xin Ngài giải phóng bạn. Nếu cần, hãy kiêng ăn để đập tan đồn lũy đó. Càng được Chúa ban cho nhiều, bạn càng bị ma quỷ tấn công nhiều. Hãy sẵn sàng đối phó bằng lời của Chúa những điều cần thiết về cám dỗ. 1. Cám dỗ có thể xảy đến với bất kỳ ai. Dù cho thuộc linh mạnh mẽ vững vàng tới đâu, bạn vẫn có thể bị sa vào sự cám dỗ. Kiêu ngạo về thuộc linh càng đặc biệt nguy hiểm. 2. Bạn có thể bị cám dỗ bởi bất cứ điều gì. Cám dỗ phổ biến nhất hiện nay là tình dục, rồi đến tiền bạc, quyền lực. Mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình. Đoạn lòng tư dục cưu mang sinh ra tội ác. Tội ác đã chọn sinh ra sự chết. Gia-cơ 14 câu 16. 3. Kẻ thù sẽ vào thời điểm yếu đuối nhất của bạn. Tốt nhất là đừng cậy sức riêng mình, mà hãy trình dâng lên Chúa, rồi nhờ ai đó đáng tin cậy để cầu nguyện với mình về nan đề bạn đang đối diện. 4. Cám dỗ có thể xảy ra bất kỳ chỗ nào. Trong hội thánh, sở làm, trên máy bay, tiệm ăn và cả những nơi bạn ít đề phòng nhất. Dù là chỗ nào, cũng phải tránh xa nơi đó ngay. 5. Nguyên nhân của cám dỗ là vì kẻ thù biết những việc lớn lao Đức Chúa Trời muốn làm trong cuộc đời bạn. Vì vậy, xin Chúa cho bạn sự nhạy bén để nhìn thấy bẫy lưới của ma quỷ và công bố rằng bạn sẽ không cho phép nó hủy hoại cuộc đời mình. Chúa Giê-xu bị cám dỗ trước thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời và chức vụ của Ngài. Cám dỗ cũng sẽ xảy đến với bạn vào thời điểm đó. Hãy chuẩn bị sẵn sàng và nhớ rằng dù sự cám dỗ có lớn tới đâu, thì đấng ở trong bạn vẫn lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Giăng nhất đoạn 4 câu 4. Bạn được ban năng lực để chiến thắng cám dỗ. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13. Lời cầu nguyện của tôi: lạy Chúa, xin giúp tâm trí và tâm linh con mạnh mẽ để con không rơi vào bất kỳ cạm bẫy nào của kẻ thù. Xin đừng để con sa vào cám dỗ mà giải cứu con khỏi điều ác cùng những mưu kế của kẻ thù. Lãnh vực con lo lắng nhất là nêu tên bất kỳ lãnh vực nào bạn yếu đuối và dễ bị cám dỗ. Nhân danh Chúa Giê-xu, con đập tan mọi cám dỗ nào đang vây bùa con. Xin cho con mạnh mẽ và có khả năng kháng cự bất kỳ điều gì cám dỗ con. Xin giúp con không nuôi dưỡng bất kỳ tư tưởng thầm kín nào xuất phát từ những ham muốn bất chính trong hành động hoặc lời nói của con. Con cầu xin Chúa giúp con không bao giờ làm những việc thầm kín đáng hổ thẹn. Con không muốn thông đồng với công việc vô ích của sự tối tăm. Ngược lại, xin giúp con sáng suốt phơi bày những việc đó ra. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 11. Xin ban bằng đường cho chân con. Hê-bơ-rơ 12 câu 13. Xin giúp con giấu lời Ngài trong lòng con
để thấy rõ và không phạm tội với Ngài trong bất cứ cách nào. Thi Thiên 119 câu 11. Bởi quyền năng của Thánh Linh Ngài trong con sẽ không cho phép tội lỗi cai trị con hoặc lôi kéo con nghe theo những dục vọng của con. Roma đoạn 6 câu 12. Lạy Chúa, cảm tạ Ngài luôn ở gần mọi người kêu cầu Ngài. Cảm tạ Ngài sẽ nghe tiếng kêu cầu của con và cứu con ra khỏi bất kỳ mọi yếu đuối. Thi Thiên 145 câu 18-19. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Tác giả Stormy O'Martin. Nguồn: Hội các bà mẹ Cơ Đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 23. Đấng chữa lành. Chữa lành và chăm sóc thân thể là hai vấn đề khác nhau. Bạn cầu xin Đức Chúa Trời chữa lành, đây là việc Ngài làm. Còn chăm sóc cơ thể bản thân là việc bạn làm. Cả hai đều là tối quan trọng. Nhiều người nghĩ cuộc sống tôi thuộc về Chúa, còn cơ thể tôi thuộc về mình. Nhưng nếu chúng ta thuộc về Chúa trọn vẹn, thì cả thân thể chúng ta cũng phải đầu phục Ngài như ở mọi khía cạnh khác của cuộc sống. Ngài muốn chúng ta làm người quản gia tốt đối với mọi điều Ngài ban cho, cả cơ thể chúng ta. Ngài muốn chúng ta sống quân bình và điều độ, chăm sóc cơ thể đều đặn và đúng cách thay vì lạm dụng nó. Hãy nhớ chúng ta là đền thờ của Thánh Linh Ngài. Một điều quan trọng khi chăm sóc thân thể mình là động cơ đằng sau đó. Nếu động cơ chỉ là để mặc quần áo đẹp hơn, thì khi lớn tuổi, nhiều người chẳng còn hứng thú nữa. Nhưng nếu động cơ là để khỏe mạnh, năng động và tích cực hầu việc Chúa hơn, thì nó sẽ thúc đẩy bạn đến cuối cùng và sinh ra bông trái trong cõi đời đời. Tuy nhiên, dù đã làm mọi việc cần phải làm và có cố gắng tới mức nào, chúng ta vẫn có thể mắc bệnh, kể cả bệnh nghiêm trọng. Có thể không phải do lỗi chúng ta, mà do di truyền từ các tổ phụ sa ngã. Đức Chúa Trời biết rõ điều này, vì vậy Ngài đã ban Chúa Giêsu đấng chữa lành vì lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Trong Kinh Thánh, có người chỉ chạm vào Chúa Giêsu là được chữa lành, Mác đoạn 6 câu 56. Chúng ta cũng vậy. Cách chạm đến Ngài, ấy là chúng ta dành thời giờ ở riêng với Ngài. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời chữa lành cho bạn, rồi phó thác để Đức Chúa Trời hành động theo cách của Ngài và theo thời điểm của Ngài. Hãy cộng tác với Đức Chúa Trời, biết rằng dù bạn là người chăm sóc, nhưng Đức Chúa Trời là đấng chữa lành. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ chữa lành thân thể ngươi và chữa vết thương ngươi. Giê-rê-mi đoạn 30 câu 17. Lời cầu nguyện của tôi. Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài là đấng chữa lành. Con trông đợi Ngài chữa lành những thương tích hay ốm đau của con. Con xin Ngài thêm sức và chữa lành con hôm nay. Đặc biệt, con cầu nguyện cho nếu bất kỳ lĩnh vực nào bạn cần Chúa chữa lành cho mình. Xin chữa lành để ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai rằng chính Ngài đã lấy tật bệnh của chúng ta và gánh bệnh tật của chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 17. Ngài đã chịu khổ, chịu chết và bị chôn hầu cho con được chữa lành, được tha thứ và hưởng sự sống đời đời. Bởi những lần roi Ngài, con được lành bệnh. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 24. Con biết rằng trong sự hiện diện của Ngài, con có thể vươn ra, giở chạm vào Ngài và được Ngài chạm đến. Xin ban cho con năng lực để giữ vững kỷ luật về việc ăn uống và rèn luyện sức khỏe. Xin giúp con kỷ luật và bắt phục thân thể mình. Lạy Chúa, xin giúp con nghe theo sự hướng dẫn của bác sĩ khi đau ốm. Xin Ngài ban cho bác sĩ có sự khôn ngoan để điều trị cho con. Lạy Chúa, con muốn mọi việc con làm đều dâng vinh hiển lên cho Ngài. Xin giúp con làm người quản gia tốt đối với cơ thể Ngài ban cho con. Con xưng nhận tội những lần tự xét đoán cơ thể mình, chỉ trích trong tâm trí rằng cơ thể mình không hoàn hảo. Con ăn năn điều đó và xin Ngài tha thứ.
con biết cơ thể con là đền thờ của Thánh Linh Ngài, là đấng ngự trong con. Xin giúp con hiểu thấu đáo chân lý này để giữ cho đền thờ này được sạch sẽ và khỏe mạnh. Xin giúp con không ngược đãi cơ thể mình bất kỳ cách nào. Xin dạy con biết chăm sóc sức khỏe đúng mức và đúng cách. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 24, những nỗi sợ vô tín. Có hai thứ nỗi sợ: vô tín và tin kính. Hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta sống trong nỗi sợ tin kính, tức sự kính sợ Đức Chúa Trời, và không đầu hàng những nỗi sợ hãi vô tín, chẳng hạn sợ bị tai nạn, bệnh tật, bị bỏ rơi, bóng tối hay tương lai. Nhưng Chúa muốn giải phóng chúng ta khỏi mọi sợ hãi đến từ xác thịt, thế gian và ma quỷ. Bốn cách để chiến thắng những nỗi sợ vô tín. 1. Vứt bỏ nỗi sợ hãi vô tín bằng lời cầu nguyện. Kinh Thánh cho biết, khi chúng ta sợ, ấy là vì chúng ta chưa trọn vẹn trong tình yêu thương, Giăng nhất đoạn 4 câu 18. Tình yêu duy nhất toàn vẹn, đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Cách bạn được toàn vẹn trong tình yêu của Ngài là đến gần Ngài và để Ngài đổ đầy tình yêu của Ngài trong bạn. 2. Vứt bỏ nỗi sợ hãi vô tín bằng cách kiểm soát điều bạn tiếp thu vào tâm trí mình. Bạn đang đổ gì vào tâm trí mình? Phim ảnh, tin tức có làm bạn sợ hãi không? Hãy làm bất cứ điều gì để được gần Chúa hơn. Nỗi sợ hãi sẽ tan biến trong sự hiện diện của Chúa. 3. Vứt bỏ nỗi sợ hãi vô tín bằng cách ở trong lời Chúa. Biết lẽ thật và những lời hứa của Chúa sẽ tạo nên khác biệt lớn lao. Trong lúc sợ hãi, hãy công bố lớn tiếng lời của Đức Chúa Trời. Đó là vũ khí mạnh mẽ chống lại sợ hãi. 4. Vứt bỏ nỗi sợ hãi vô tín bằng cách sống kính sợ Chúa. Càng biết Chúa và hiểu Ngài là ai, bạn sẽ càng tôn kính Ngài và sợ làm buồn lòng Ngài. Đây là kính sợ Chúa. Khi biết kính sợ Chúa, bạn sẽ chẳng còn lo sợ điều gì khác trong thế gian nữa. Ông Noê là gương tốt về sự kính sợ Đức Chúa Trời. Mọi người cười cợt, chế nhạo khi ông đóng tàu, nhưng ông tin cậy Đức Chúa Trời và ông quan tâm điều Đức Chúa Trời phán hơn điều con người nói. Kết cuộc, sự kính sợ Chúa đã cứu mạng ông. Kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi, Truyền Đạo 12 câu 13. Nó cũng sẽ cứu bạn nữa. Đức Giê-hô-va kết bạn thân thiết cùng người kính sợ Ngài và tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài, Thi Thiên 25 câu 14. Đức Chúa Trời muốn bạn đồng hành và chuyện trò với Ngài. Qua đó, Ngài sẽ bày tỏ chính mình Ngài và cho bạn biết những điều trước đây bạn chưa hề biết. Khi bạn đến gần Ngài đủ và yên lặng đủ, tiếng phán của Ngài sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Mọi sợ hãi sẽ tan biến. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời phán với bạn hôm nay. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: quyết chẳng có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi, và sự sợ hãi có hình phạt, và người ta đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương, Giăng nhất đoạn 4 câu 18. Lời cầu nguyện của tôi: Lạy Chúa, Ngài là ánh sáng và sự cứu rỗi con. Ngài là sức lực của đời sống con. Con sẽ sợ ai? Dù một đạo binh vây quanh con và tranh chiến với con, lòng con vẫn không sợ hãi. Thi Thiên 27 câu 1 đến câu 3. Con sẽ mạnh mẽ và can đảm, vì con biết Ngài ở với con trong mọi nơi con đi, Giô-suê đoạn 1 câu 9. Xin giải cứu con khỏi mọi sự sợ hãi do thiếu tin kính Chúa. Xin giữ gìn lòng và trí con khỏi tâm thần sợ hãi. Điều con sợ hôm nay là nêu tên điều mà khiến bạn sợ. Xin cất lấy sự sợ hãi đó
và thay thế bằng tình yêu trọn vẹn của Ngài. Nếu con có ý nghĩ nào trong tâm trí do sợ hãi nung nấu, xin bày tỏ cho con. Xin chỉ cho con biết mình đã để cho sự sợ hãi đâm rễ ở đâu và giúp con chấm dứt ngay điều đó. Xin cất khỏi con nỗi sợ bị khước từ cùng mọi nỗi sợ của loài người trong con và thay thế bằng sự kính sợ Chúa. Con biết Ngài không ban cho con tâm thần sợ hãi, vì vậy con khước từ tinh thần đó và xin nhận lấy quyền năng, tình yêu cùng tâm trí sáng suốt Ngài dành cho con. Sự nhân từ mà Chúa dành cho người kính sợ Chúa thật lớn lao thay, Thi Thiên 31 câu 19. Vì con đã nhận được một vương quốc không hề rúng động, xin ban cho con ân điển để phục vụ, làm đẹp lòng Ngài với lòng tôn kính, chọn các ngày của cuộc sống con. Hebrews 12 câu 28. Cảm tạ Ngài vì sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, làm cho người ta được thỏa nguyện, không bị tai họa lâm đến. Châm ngôn 19 câu 23. Xin giúp con gia tăng lòng kính sợ và lòng tôn kính Chúa để làm vui lòng Ngài. Cảm tạ ơn Ngài vì người nào kính sợ Ngài chẳng hề thiếu những điều tốt đẹp. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 25, chạm đến cuộc đời người khác. Khi viết quyển Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ, tôi được Thánh Linh thúc giục hãy cầu nguyện cho quyển sách được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Đây là điều quá sức tưởng tượng, nhưng tôi lấy đức tin bé nhỏ của mình mà cầu nguyện. Qua nhiều năm, Chúa đáp lời tôi cách quyền năng khi quyển sách được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng ở Pháp, Đức, Hàn, Nhật, Nigeria, Ấn Độ. Ngày nọ, một thùng sách tiếng Hoa gửi đến nhà. Tôi quỵ xuống và khóc. Đây là điều tôi chưa bao giờ dám mơ đến. Tôi chỉ có thể tưởng tượng những người phụ nữ Trung Quốc mà tôi chưa bao giờ gặp mặt. Họ đọc sách của tôi và học cách cầu thay cho gia đình mình. Bản thân tôi chẳng thể nào tự đi khắp thế giới và chạm đến ngần ấy con người. Nhưng sứ điệp Chúa ban cho tôi thì có thể. Những phụ nữ đó chưa bao giờ biết tôi, nhưng họ sẽ biết Đức Chúa Trời nhiều hơn. Đây là lời cầu nguyện của tôi. Lạy Chúa, xin dùng con để chạm đến cuộc đời của mọi người khắp thế giới bằng tình yêu, lòng thương xót, hy vọng và lẽ thật của Ngài. Bạn cũng có thể cầu nguyện như vậy, và Đức Chúa Trời sẽ có thể dùng khả năng cùng tài năng của bạn để chạm đến người khác cách quyền năng. Dâng hiến cho Đức Chúa Trời và chia sẻ cho người khác là điều quan trọng, thiết yếu trong cuộc sống chúng ta trên đất. Chúng ta có thể không bao giờ được thật sự phước hạnh, mãn nguyện hoặc bình an nếu không sẻ chia với người khác. Dâng hiến và sẻ chia tạo ra khoảng trống để Đức Chúa Trời tiếp tục tuôn đổ phước hạnh vào đó. Dừng dâng hiến và sẻ chia thì dòng chảy phước hạnh cũng ngừng. Cầu nguyện là món quà lớn nhất chúng ta có thể trao tặng cho người khác. Dĩ nhiên là bên cạnh các nhu cầu căn bản như thức ăn, áo quần, chỗ ở, dù đã giúp đỡ về vật chất như vậy, chúng ta cũng không nên sao lãng cầu nguyện cho họ. Vật chất chỉ là tạm bợ, nhưng lời cầu nguyện có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời họ. Nếu yêu Đức Chúa Trời, bạn sẽ yêu người khác và được thúc giục để giúp đỡ họ. Cầu nguyện là khởi đầu tốt nhất. Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào trong người ấy được? Giăng nhất đoạn 3 câu 17. Phước hạnh lớn nhất sẽ đến với bạn khi bạn cầu xin Đức Chúa Trời dùng bạn chạm đến cuộc đời của người khác. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Galati đoạn 6 câu 9. Lời cầu nguyện của tôi: Lạy Chúa, xin giúp con phục vụ Ngài theo cách Ngài muốn. Xin bày tỏ cho con bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống con cần chia sẻ với người khác ngay lúc này. Xin
mở mắt con để nhìn thấy những nhu cầu của những người ở quanh con. Xin ban cho con lòng rộng lượng chia sẻ. Xin giúp con làm người quản gia tốt với những phước hạnh Ngài ban cho con. Xin đổ đầy con bằng tình yêu của Ngài và giúp con truyền đạt tình yêu cách rõ ràng cho mọi người. Xin dùng con chạm vào cuộc đời của người khác với niềm hy vọng nơi Chúa trong con. Xin giúp con dâng hiến cho Ngài cách phải lẽ. Con không muốn ăn cắp bất cứ điều gì thuộc về Ngài. Lạy Chúa, con biết của cải ở đâu thì lòng con cũng ở đó. Matthew đoạn 6 câu 21. Cầu xin cho kho báu lớn nhất luôn luôn là sự phục vụ Ngài. Lạy Chúa, xin cho con biết Ngài muốn con làm gì hôm nay để làm nguồn phước cho mọi người xung quanh. Cụ thể, xin Ngài chỉ con cách phục vụ gia đình, bạn bè, hội thánh cùng những người Ngài đặt để trong cuộc đời con. Con không muốn chỉ ích kỷ cho cuộc sống riêng đến mức không nhìn thấy cơ hội mang sự sống của Ngài đến cho người khác. Xin cho con biết Ngài muốn con làm gì và giúp con làm điều đó. Xin ban cho con mọi điều cần thiết để mang lại sự sống, hy vọng, sự cứu giúp cùng sự chữa lành cho người khác. Xin giúp con thành một người cầu thay trung tín với Ngài và dạy con cách cầu nguyện có quyền năng. Xin giúp con mang lại sự thay đổi trong thế gian vì Ngài đang hành động qua con để chạm đến cuộc đời của người khác vì vinh hiển Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 26, nói lời sự sống. Lúc 14 tuổi, tôi giới thiệu anh hàng xóm tên Mai Mập với một cô bạn. Thế nên cả xóm gọi anh là Mai Mập. Ngay lúc đó, tôi thấy ánh mắt tổn thương nơi anh và nhận ra anh không muốn bị gọi tên như vậy. Tôi thấy rất ân hận vì không hề có ý làm anh tổn thương. Nhưng lúc ấy tôi quá lúng túng và khờ khạo, không biết xin lỗi anh thế nào. Tôi vờ đi như không có gì xảy ra và hy vọng anh sẽ quên, rồi mọi chuyện đâu sẽ vào đấy. Tôi dọn nhà đi, không gặp anh nữa và cũng không nghĩ đến chuyện đó mãi tới 15 năm sau khi tôi tin Chúa. Vì muốn hoàn toàn sống đẹp lòng Chúa và hàn gắn quá khứ, tôi cầu xin Chúa nhắc mình nhớ lại bất cứ điều gì cần xưng tội với Ngài. Tâm trí tôi ngập tràn ký ức về những chuyện sai quấy tôi đã làm. Một trong số đó là với Mike. Tôi thấy mình quá vô tình với những lời độc ác thiếu suy nghĩ. Bao nhiêu lần tôi đã bị tổn thương vì những lời nhẫn tâm của ai đó. Thật không thể tin nổi khi tôi nhận ra mình cũng đang làm chuyện y hệt như vậy với người khác. Tôi cầu xin Chúa tha tội nhẫn tâm và ngốc nghếch của mình, đồng thời xin Chúa ban phước cho đời sống Mai mỗi ngày. Tôi cầu xin bằng cách nào đó, lời tôi đã nói trước kia sẽ ra khỏi ký ức của anh và xin Chúa chữa lành bất kỳ nỗi đau nào bởi lời bình phẩm của tôi đã gây ra. Tôi cầu xin anh có thể tha thứ cho tôi. Tôi cầu xin tôi cũng có thể tha thứ cho chính mình. Chúng ta không thể rút lại lời mình đã nói. Chúng ta chỉ có thể xin lỗi và hy vọng người kia tha thứ. Mỗi lần mở miệng, chúng ta hãy nói những lời chữa lành, gây dựng, khích lệ, an ủi, khôn ngoan, yêu thương và chân thật. Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Matthew 12 câu 34. Nếu chúng ta đổ đầy chân lý cùng tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong lòng mình, thì miệng chúng ta sẽ tuôn ra những điều đó. 4 điều cần chú ý để ăn nói khôn ngoan. 1. Người khôn ngoan nói đúng thời điểm. Đây là điều quan trọng và cần có sự sáng suốt từ Chúa. Có thể bạn muốn nói lời hay, nhưng người khác không phải bao giờ cũng sẵn sàng nghe. Hãy cầu xin Ngài bày tỏ cho bạn biết rõ ai sẽ lắng nghe. 2. Người khôn ngoan nói sự thật. Khi không nói sự thật, chúng ta gây tổn thương cho người khác cũng như chính mình. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ephesos 4 câu 25. 3.
người khôn ngoan không nói quá nhiều. Nhiều lời thì sinh ra sự ngu dại, Truyền Đạo đoạn 5 câu 3. Chúng ta không thể chỉ tuôn lời ra khỏi miệng mà không suy nghĩ mình nói gì, vì chúng ta sẽ khai trình mọi lời hư không trong ngày phán xét. Matthew 12 câu 36. 4. Người khôn ngoan nói lời ân hậu. Chúng ta không thể nói lời nhỏ nhen, vô cảm, thô lỗ, cộc cằn, khiếm nhã, dối trá hoặc sức sược mà không gặt lấy hậu quả. Bởi lời nói, chúng ta gây dựng hoặc đánh gục người khác. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời tạo nên trong bạn lòng trong sạch, đầy dẫy Thánh Linh, tình yêu cùng chân lý Ngài, để bạn sẽ tuôn tràn tình yêu, chân lý cùng sự chữa lành qua lời nói mình. Hãy cầu xin Ngài giúp bạn tìm ra những lời nói đem lại sự sống cho mọi người chung quanh. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: ai muốn yêu sự sống và thấy những ngày tốt đẹp thì hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác và môi mình khỏi lời xảo quyệt. Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 10. Lời cầu nguyện của tôi: Lạy Chúa, xin giúp con làm người nói lời gây dựng thay vì phá đổ. Xin giúp con nói ra lời sự sống tới người xung quanh thay vì sự chết. Xin đổ đầy lòng con từng ngày bằng Thánh Linh Ngài, để tình yêu cùng sự tốt lành của Ngài ngập tràn lòng con và môi miệng con. Xin giúp con chỉ nói điều chân thật, cao quý, công bằng, thánh khiết, đáng yêu, có tiếng tốt, nhân đức và đáng khen. Lạy Đức Giê-hô-va là hòn đá con và là đấng cứu chuộc con, nguyện lời nói của miệng con, sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài. Thi Thiên 19 câu 14. Xin giữ miệng con không nói điều ác hoặc điều chi không thật. Lạy Thánh Linh của lẽ thật, xin dẫn con vào mọi lẽ thật. Xin giúp con giao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời với khả năng Ngài ban cho để chính Ngài được vinh quang. Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 11. Xin cho từng lời con nói phản ánh sự thánh khiết và tình yêu của Ngài. Con sẽ chuẩn bị lòng mình bằng cách ở trong lời Ngài mỗi ngày và vâng giữ luật lệ Ngài. Con sẽ chuẩn bị lòng con bằng sự thờ phượng Ngài và dâng lời cảm tạ trong mọi sự. Xin đổ đầy lòng con bằng tình yêu, bình an cùng niềm vui, để điều đó sẽ tuôn tràn từ miệng con. Xin nhắc nhở khi con lầm bầm hoặc nói lời tiêu cực. Xin ban cho con lời nói cần thiết để mang lại sự sống và gây dựng. Xin giúp con biết khi nào nên và khi nào không nên nói. Xin giúp con làm người nữ nói năng khôn ngoan, ân hậu chứ không dại dột, thô lỗ hoặc vô cảm. Xin ban cho con những lời nói bày tỏ niềm tin và hy vọng để thuyết phục và khích lệ người khác. Nguyện lời con nói sẽ giúp người khác hiểu biết Ngài trọn vẹn hơn. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ Đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 27, Đức tin rời núi. Đức Chúa Trời dùng hạt giống đức tin bé nhỏ mà chúng ta sẵn có và giúp đức tin đó tăng trưởng khi chúng ta chịu hành động y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Roma đoạn 12 câu 3. Khi chúng ta bước đi trong đức tin, Đức Chúa Trời gia tăng đức tin cho chúng ta. Nói cách khác, hành động bằng đức tin sẽ sinh sản thêm đức tin. Chúng ta sẽ không thể tưởng tượng nổi những việc lớn lao Đức Chúa Trời có thể thực hiện qua chúng ta cho đến khi chúng ta dám bước đi bằng đức tin khi Ngài phán bảo. Đó là lý do Chúa để chúng ta trải qua những khó khăn hoạn nạn. Khi đó, chúng ta thường bị buộc phải tìm đến nương cậy Chúa, bị buộc phải hoàn toàn chú tâm vào Ngài và buộc phải cầu nguyện trong đức tin lớn hơn. Khi đó, đức tin của chúng ta cũng trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Đọc lời Chúa có thể làm gia tăng đức tin. Đức tin đến nhờ nghe lời Đức Chúa Trời. Roma đoạn 10 câu 17. Khi bạn nắm chặt những lời hứa cùng chân lý trong lời Ngài và lớn tiếng công bố, bạn sẽ nhận thấy đức tin gia tăng. Cầu nguyện cũng gia tăng đức tin, vì bởi đó chúng ta vươn ra để chạm đến Đức Chúa Trời. Người đàn bà rong huyết tin rằng
chỉ cần chạm vào ve áo Chúa, bà sẽ được lành. Và bởi đức tin, bà vươn tay ra chạm đến Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, đức tin đã chữa lành bà, và bà được lành bệnh ngay lúc ấy. Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 20-22. Mỗi lần chúng ta vươn tay ra chạm đến Chúa bằng lời cầu nguyện, cuộc đời chúng ta cũng được chữa lành theo cách nào đó và đức tin chúng ta được gia tăng. Ngay cả khi đức tin của bạn có vẻ nhỏ nhoi, bạn vẫn có thể lấy đức tin bảo núi đồi trong cuộc sống mình dời chỗ và Đức Chúa Trời sẽ làm những việc không ai làm được. Bạn có thể cầu xin cho những phần khiếm khuyết trong cuộc sống mình được chữa lành và phục hồi. Bạn có thể cầu xin Đức Chúa Trời gia tăng đức tin của mình và ban cho mình lòng can đảm, dạn dĩ để hành động bằng đức tin. Ngài sẽ đáp lời bạn. Có nhu cầu nào mà bạn mong muốn được đáp lời không? Có điều gì bạn ao ước được Chúa làm thành trong cuộc đời mình hay trong cuộc đời người khác không? Những điều gì cần phải có đức tin lớn để cầu nguyện? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời vun trồng hạt giống đức tin trong bạn và giúp nó lớn lên thành cây đại thụ đức tin để bạn có thể thấy lời cầu nguyện của mình được nhậm. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: không có đức tin thì chẳng hề có thể ở cho đẹp ý Ngài. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay ban thưởng cho người tìm kiếm Ngài. Hebrew đoạn 11 câu 6. Lời cầu nguyện của tôi: Lạy Chúa, xin ra thêm đức tin cho con. Xin dạy con cách bước đi bằng đức tin chứ chẳng phải bằng mắt thấy. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 7. Xin cho con sức lực để đứng vững trên lời hứa của Ngài và tin mọi lời Ngài phán. Con biết rằng đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Roma đoạn 10 câu 17. Xin khiến đức tin con gia tăng mỗi lúc con nghe hoặc đọc lời Ngài. Con biết đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Hebrew 11 câu 1. Con biết con đã từng được cứu nhờ đức tin, và đó là quà tặng của Ngài. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8. Xin gia tăng đức tin cho con để con có thể cầu nguyện trong quyền năng. Xin ban cho con đức tin chữa lành mỗi khi con cầu nguyện cho người bệnh. Xin giúp con dùng thuẫn đức tin để dập tắt các tên lửa của kẻ dữ. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 16. Xin giúp con cầu xin trong đức tin, không nghi ngờ, vì con biết rằng người nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đó. Con biết người nghi ngờ bị phân tâm và không ổn định sẽ không nhận được điều chi từ Ngài. Gia-cơ đoạn 1 câu 6 đến câu 8. Con biết rằng điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Roma đoạn 14 câu 23. Con xưng nhận những nỗi nghi ngờ nào là tội lỗi trước mặt Ngài. Xin Ngài tha thứ cho con. Con không muốn nghi ngờ cản trở điều Chúa muốn làm trong con và qua con. Xin gia tăng đức tin của con từng ngày để con có thể rời núi trong danh Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 28, trở nên giống Chúa. Lời cầu nguyện "Lạy Chúa, xin thay đổi con" là một trong những lời cầu xin khó khăn và đáng sợ nhất. Thà chúng ta cầu nguyện "Lạy Chúa, xin Ngài thay đổi anh này hoặc chị kia" thì dễ hơn nhiều. Vì thường chúng ta dễ nhìn thấy lỗi lầm, thiếu sót ở người khác nhưng không nhìn thấy chính mình cần thay đổi. Nhưng có một cách cầu nguyện để thay đổi bản thân mà không đáng sợ, đó là xin khiến con trở nên giống Đấng Christ nhiều hơn. 7 khía cạnh cần được biến đổi theo gương Chúa Giê-xu. 1. Chúa Giê-xu yêu thương và nhân từ. Tình yêu Chúa mở đường cho phép lạ xảy ra trong cuộc đời bạn và cả mọi người xung quanh. Các ngươi phải yêu nhau
như ta đã yêu thương các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Giăng 13 câu 34. Tình yêu Chúa trong bạn sẽ gia tăng và nhân rộng khi bạn biết sẻ chia. 2. Chúa Giê-xu khiêm nhường hạ mình. Dù là Chúa của cả vũ trụ, nhưng Ngài tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Philip 2 câu 8. Hãy xin Chúa cho bạn tấm lòng khiêm nhường, đó là điều khiến bạn khác biệt với thế gian. 3. Chúa Giê-xu ban cho sở rộng. Chúa chia sẻ chính mình Ngài để môn đồ hóa các sứ đồ, những người sẽ chạm đến nhiều cuộc đời khác. Ngài ban cho nhiều người quyền năng để được chữa lành, giải cứu và phục hồi. Món quà lớn nhất Chúa Giê-xu ban cho là chính sự sống Ngài để làm giá cứu chuộc nhân loại. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời đổ đầy lòng bạn mọi ân tứ tốt lành của Ngài để bạn là nguồn phước ban cho mọi người trong cuộc đời bạn. 4. Chúa Giê-xu sống trong thế gian nhưng Ngài không thuộc về thế gian. Tuy tách biệt với thế gian nhưng Ngài thay đổi thế gian. Cũng vậy, chúng ta không thể sống giống thế gian tới mức người khác chẳng thấy gì khác biệt trong chúng ta. Chúa Giê-xu không bao giờ quên mất mục đích đời đời mà Ngài hướng tới. Chúng ta cũng phải như vậy. Hãy cầu nguyện để bạn luôn luôn nhớ mình là ai, được kêu gọi làm gì và bạn sẽ ở đâu suốt cõi đời đời. 5. Chúa Giê-xu vâng phục Cha. Dù Ngài là Chúa, Ngài cũng không hề làm điều gì theo ý riêng. Ngài cầu nguyện và không hành động cho tới khi được Đức Chúa Trời hướng dẫn. Chúng ta cũng phải sống như vậy. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Giăng nhất đoạn 2 câu 6. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn chết đi bản ngã để có thể sống vâng phục Ngài. 6. Chúa Giê-xu là ánh sáng. Ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Giăng 8 câu 12. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời khiến bạn giống Đấng Christ hơn, để mọi nơi bạn đi, mọi người sẽ nhìn thấy sự sáng bên trong bạn. 7. Chúa Giê-xu trung tín với Đức Chúa Trời. Ngài đã trung tín với Đấng đã lập Ngài. Hebrew đoạn 3 câu 2. Ngài cũng thành tín với chúng ta. Đấng Christ trung tín như con trai quản trị nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta là nhà của Ngài. Hebrew đoạn 3 câu 6. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta trung tín với Ngài và với nhau. Bên cạnh đó, hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu là tấm gương hoàn hảo duy nhất về mọi đức tính tốt đẹp mà con người từng biết đến. Sắc tín, kiên trì, mạnh mẽ, vị tha, khôn ngoan, chân thật, vân vân. Càng đi với Ngài, bạn sẽ càng kinh nghiệm sâu sắc hơn về bản tính Chúa và được biến đổi để càng giống Chúa hơn. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Galati đoạn 2 câu 20. Lời cầu nguyện của tôi: Lạy Chúa, con muốn được thay đổi ngay từ hôm nay. Con biết con không thể tự thay đổi chính mình, nhưng bởi quyền năng biến cải của Thánh Linh Ngài, mọi sự đều được cả. Tùy theo sự giàu có của vinh quang Ngài, xin ban năng lực cho con qua Thánh Linh Ngài trong lòng con. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 16. Xin biến đổi con giống như Chúa. Con biết rằng Ngài sẽ cung ứng mọi nhu cầu cho con theo sự giàu có của Ngài trong Đấng Christ. Philip đoạn 4 câu 19. Xin giúp con sống tách biệt với thế gian mà không cô lập. Xin tỏ cho con biết và giúp con chống lại bất kỳ loại kiêu ngạo nào. Nguyện sự khiêm nhường của con bày tỏ sự hiện diện của Thánh Linh Ngài bên trong con. Xin dạy con yêu người khác như cách Ngài đã yêu. Xin khiến tấm lòng chai cứng của con được mềm mại. Xin khiến chỗ cũ mòn được tươi mới. Xin khiến con trung tín, biết ban cho và vâng phục theo cách của Chúa Giê-xu. Nguyện xin ánh sáng Ngài soi rọi trong con để trở thành ánh sáng cho mọi người quen biết con. Xin cho con sống không phải là con sống nữa, mà là Ngài sống trong con.
Galati đoạn 2 câu 20. Xin khiến con càng trở nên giống Đấng Christ, để khi người khác nhìn thấy con, họ sẽ muốn biết Ngài nhiều hơn. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 29. Cất bỏ gánh nặng quá khứ. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một cuộc đua và cố gắng chạy về đích để nhận giải. Thế nhưng bạn không thể tăng tốc vì đang mang vác quá nhiều gánh nặng từ quá khứ. Những lúc mệt mỏi, bạn cảm thấy muốn ngã quỵ và bỏ cuộc. Gánh nặng quá khứ có thể ngăn trở bạn tiến vào những điều tốt đẹp Đức Chúa Trời định sẵn cho bạn trong tương lai. Nhưng tin tốt lành là Đức Chúa Trời muốn cất gánh nặng đó khỏi cuộc đời bạn. Đừng nhớ lại những việc đã qua, cũng đừng nghĩ đến những chuyện thở trước. Này, ta sắp làm một việc mới, bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao. Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn. Esai 43 câu 18-19. Đức Chúa Trời có thể chữa lành mọi trải nghiệm kinh hoàng, bi kịch, đau đớn và xấu hổ nhất trong cuộc đời chúng ta. Không phải Chúa sẽ xóa đi hết ký ức về những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời bạn, nhưng Ngài sẽ giải thoát bạn ra khỏi quá khứ và chữa lành bạn hoàn toàn. Nghĩa là bạn vẫn còn lưu giữ ký ức, nhưng không còn nỗi đau khi nghĩ về quá khứ. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời Đấng phục hồi bạn, và hãy chia sẻ kinh nghiệm của mình với người khác để họ có thể nếm biết về sự giải cứu, phục hồi và sự chữa lành của Chúa. Lý do Đức Chúa Trời không muốn xóa bôi hoàn toàn quá khứ khỏi ký ức của bạn là vì Ngài có thể dùng chúng cho công tác Ngài kêu gọi bạn đến. Ngài có năng quyền dùng điều tệ hại nhất trong quá khứ để biến chúng thành điều phước hạnh trong tương lai. Ngài sẽ khiến chúng trở nên hữu ích cho công tác phục vụ của bạn đối với thế giới. Và từ đó, bạn sẽ mang sự sống của Chúa đến cho người khác. Vì vậy, Đức Chúa Trời muốn bạn học hỏi từ quá khứ và được thực sự kinh nghiệm Đức Chúa Trời đã cứu bạn khỏi quá khứ như thế nào. Ngài muốn bạn xem quá khứ như trang lịch sử để học hỏi, chứ không phải là lời tiên tri cho tương lai phía trước. Nhiều người chẳng bao giờ có thể tiến vào tương lai Chúa đã định sẵn cho mình vì họ cứ loay hoay và mắc kẹt trong quá khứ. Vợ ông Lot đã nhìn lại và tiếc nuối quá khứ. Điều đó khiến bà bị tê liệt và mắc kẹt ở đó mãi mãi. Người đua giỏi thì nhìn tới trước và luôn tập chú vào đích đến. Hãy thưa với Ngài rằng bạn vẫn muốn theo đuổi cuộc đua và không muốn bất kỳ hành trang nào từ quá khứ khiến bạn chậm lại. Và thưa với Ngài rằng bạn muốn chạy với quyết tâm đoạt được giải. Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 24. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lừng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để rực giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Philip đoạn 3 câu 13-14. Lời cầu nguyện của tôi: lạy Chúa, xin Ngài giải thoát con khỏi quá khứ của mình. Xin Ngài giải thoát, chữa lành và chuộc con ra khỏi đó. Xin giúp con bỏ hết mọi điều thuộc về quá khứ vẫn đeo bám và ngăn cản con vui hưởng mọi điều tốt lành Ngài dành cho con. Xin giúp con loại bỏ mọi cách suy nghĩ, cảm nhận và ký ức độc hại xưa cũ. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 22-24. Xin ban cho con tâm trí đổi mới của Đấng Christ. Con không muốn buộc chặt mình với quá khứ vì không tha thứ bất kỳ người nào hoặc sự kiện nào đã xảy ra. Xin giúp con tha thứ điều cần tha thứ. Con giao phó quá khứ của con cùng những con người có liên quan
để Ngài phục hồi điều đã mất. Xin cho con điều đó không còn dày vò hoặc ảnh hưởng việc con làm hôm nay. Xin cho con được vui mừng bù đắp lại những ngày con bị hoạn nạn và những năm con gặp tai họa. Thi Thiên 90 câu 15. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã và đang đổi mới con trong mọi khía cạnh của đời sống. Khải Huyền đoạn 21 câu 5. Xin giúp con giữ cho mắt mình luôn nhìn thẳng phía trước và tập chú vào sự kêu gọi của Chúa. Con biết Ngài muốn làm nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống con hôm nay. Xin giúp con chú tâm vào nơi mình phải tiến đến, không phải nơi con đã đi qua. Xin giải thoát con khỏi quá khứ để con có thể bước vào tương lai mà chú đã định cho con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 30, Chúa là tất cả. Đời sống chúng ta, ai cũng cần có Chúa nhiều hơn mỗi ngày. Phước thay cho ai hiểu được và luôn khắc ghi trong lòng mình chân lý ấy. Điều đáng tiếc hoặc phước hạnh tùy theo cách nhìn của bạn là đôi khi chúng ta phải trải qua những đau đớn, hoạn nạn và thử thách rồi mới nhận ra chân lý đó. Bình thường, ai cũng chỉ lo cho hiện tại và xa nhất là cuộc sống đời này. Cho đến khi hoạn nạn xảy đến, chúng ta mới vỡ lẽ ra rằng Chúa là nhu cầu lớn nhất trong đời sống chúng ta. Rằng khi Chúa là tất cả những gì chúng ta có, thì Ngài cũng là tất cả những gì chúng ta cần. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Ngài sẽ thêm cho các con mọi điều khác nữa. Matthew 6 câu 33. Ai chưa nghĩ mình chẳng cần Chúa mỗi ngày thì hãy mau mau cầu xin Ngài loại bỏ tư tưởng sai lầm ấy ra khỏi đầu óc mình. Hãy nép mình hoàn toàn dưới sự tể trị của Chúa để mọi lo âu, sợ hãi trong đời phải tan biến chạy xa. Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt và ban cho bạn sự khôn ngoan trong mọi việc tay bạn làm. Hãy phục vụ Chúa trong sự vâng phục ý muốn Ngài và tận hiến chọn đời sống mình cho vương quốc Ngài. Khi trung tín vâng theo những gì Chúa phán bảo, chúng ta sẽ gặt hái kết quả vào đúng thời điểm. Thời điểm là vấn đề vô cùng quan trọng. Hãy cầu nguyện với tất cả lòng thành kính của bạn. Chúa luôn lắng nghe và đáp lời theo cách của Ngài, đúng thời điểm của Ngài. Đức Chúa Trời muốn ban cho mọi điều mà lòng chúng ta hằng ao ước. Nhưng trước hết, Ngài muốn chúng ta phải nhận biết nhu cầu lớn nhất của mình là cần có Chúa ngự vào lòng. Nói ra ý tưởng là một điều, nhưng điều quan trọng hơn là ấp ủ ý tưởng ấy trong lòng và thực hành trong đời sống. Đừng chần chờ, hãy ứng dụng ngay chân lý này hôm nay. Hãy cầu xin Chúa nhắc nhở chúng ta như thế, chúng ta không thể sống một giờ một khắc nào mà không có Chúa ở cùng. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi: hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng ngươi ao ước. Thi Thiên 37 câu 4. Lời cầu nguyện của tôi: lạy Chúa, xin Ngài nhắc nhở con rằng nhu cầu lớn nhất của đời con là cần có Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Xin cho con biết tôn Ngài làm đấng tể trị cuộc đời con. Con khao khát sự hiện diện của Ngài, sự bình an của Ngài, quyền năng của Ngài và tình yêu thương tuyệt đối của Ngài. Con ao ước được gần Chúa hơn và nhạy bén với tiếng Thánh Linh Ngài phán dạy con từng giờ, từng phút. Xin đừng để con lơ là lời Ngài đã, đang và sẽ dạy cho con. Xin đừng để con ngạo mạn nghĩ rằng những luật lệ Ngài ban ra không hữu ích cho đời sống con. Xin cho con luôn nói rằng con chẳng hề quên giềng mối Chúa, vì nhờ đó Chúa làm cho con được sống. Thi Thiên 119 câu 93. Con ao ước tâm linh con mạnh mẽ hơn nữa khi con hết sức nương dựa vào sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài. Xin đừng để con xa vào chốn lầm lạc.
Xin giúp con gìn giữ luật pháp của Ngài để bước đi của con không hề siêu tó. Thi Thiên 37 câu 31. Lạy Chúa, con xin giao phó cho Ngài mọi nhu cầu quan trọng của đời sống con. Con ngưỡng vọng Ngài, tin cậy Ngài với trọn cả tấm lòng con. Vững tin Ngài là suối nguồn của sự sống con. Con hết lòng tạ ơn Chúa đã ban cho con đầy đủ mọi sự. Philip đoạn 4 câu 19. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc. Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 31, bước vào thiên định. Đây là bức tâm thư tôi dốc đổ lòng mình viết ra để gửi đến anh chị em thân yêu trong đấng Christ. Hy vọng thư này đem đến niềm khích lệ cho anh chị em mỗi khi đối diện với những điều sắp đến trong tương lai. Anh chị em yêu dấu, hãy hướng mắt tập chú vào tương lai Chúa đã định sẵn cho anh chị em, là những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, Ngài đã dành sẵn cho chúng ta rồi. Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 9. Hãy khắc ghi trong tâm khảm mình lẽ thật rằng những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta. Roma đoạn 8 câu 18. Thế nhưng tương lai Chúa định cho chúng ta không tự nhiên diễn ra. Mỗi khi cầu nguyện với Chúa, tin cậy Chúa và vâng lời Chúa, tức là anh chị em đang đầu tư cho tương lai mình. Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ mọi điều cần thiết để anh chị em sống trọn vẹn với thiên định của mình. Trong một thế giới bấp bênh, không ngừng biến chuyển và đổi thay, thậm chí chỉ trong tích tắc, không ai biết chắc điều gì đang chờ đợi ngày mai. Chỉ một mình Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, hôm nay và đời đời là không hề thay đổi. Chỉ một mình Ngài là vầng đá, là cái khiên, là thành nương náu vững bền muôn đời cho con người. Vì vậy, cách duy nhất để bước vào tương lai cách an ninh là học bước cùng với Chúa mỗi ngày. Anh chị em yêu quý, cũng hãy nhớ rằng bước đi với Chúa không có nghĩa là không bao giờ gặp sóng gió ba đào. Từ sáng thế đến ngày nay, Satan chưa bao giờ ngơi nghỉ cám dỗ và tìm cách phá hoại kế hoạch của Chúa cho mỗi con người. Thế nên, đừng đầu hàng bỏ cuộc trước mọi thử thách trên bước đường theo Chúa. Hãy kiên trì, bền đỗ, không ngừng đến gần Chúa và chống trả ma quỷ. Đừng xây dựng tương lai của mình dựa trên những gì báo chí hay người khác nói. Tương lai anh chị em nằm trong tay Chúa. Điều hệ trọng duy nhất là điều Chúa phán bảo. Đừng tìm kiếm gì khác trước khi tìm kiếm Chúa, vì Ngài chính là tương lai của anh chị em. Hãy học cách tin cậy và chờ đợi thời điểm của Chúa cho mình. Khi đi đến cuối cuộc đời mình, chắc hẳn ai cũng ao ước mình có thể nói: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay, mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Timôthê nhì đoạn 4 câu 7 câu 8. Hãy giữ lòng trung tín với Chúa cho đến cuối cùng, vì sẽ có ngày bạn được ở với Chúa nơi thiên đàng, nơi không còn khóc lóc, đau đớn và cái chết. Khải Huyền đoạn 21 câu 4. Trong thời gian chờ đợi, hãy hết lòng tận hiến phục vụ cho Ngài và hội thánh Ngài, vì mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào chọn lòng đối với Ngài. Sử ký 16 câu 9. Tôi ao ước anh chị em trang bị và sẵn sàng khi Chúa phán đã đến thời điểm và cánh cửa cơ hội mở ra. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời có thể làm trội hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin hay suy tưởng. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20. Và cuối cùng, cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin.
để nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh, anh em được chứa chan hy vọng. Roma đoạn 15 câu 13. Hãy tập trung vào Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giữ gìn anh chị em trong sự bình an trọn vẹn, trong khi dẫn dắt anh chị em bước vào thiên đình của mình. Người chị em trong Đấng Christ, Stormy. Lời Đức Chúa Trời phán với tôi: Hãy đứng lên và tỏa sáng ra, vì ánh sáng ngươi đã đến và vinh quang Đức Giê-hô-va đã chiếu sáng trên ngươi. Này, bóng tối bao trùm mặt đất, mây mù che phủ các dân, nhưng Đức Giê-hô-va chiếu sáng trên ngươi, vinh quang Ngài hiện ra trên ngươi. Ê-sai 60 câu 1 câu 2. Lời cầu nguyện của tôi: Lạy Chúa, con phó thác tương lai mình trong tay Chúa và xin nhận lại sự bình an trọn vẹn từ Ngài. Con xin giao phó mọi lo lắng con cho Chúa, vì Ngài vẫn hằng chăm sóc con. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 6 câu 7. Lạy Chúa, xin giúp con sẵn lòng nói: Không phải ý con, nhưng xin ý Cha được nên trên đời sống con. Con muốn sống đúng theo thiên định Chúa dành cho cuộc đời con, biết rằng Ngài vẫn ban ơn, dẫn dắt và ra thêm sức mạnh để con có thể kiên trì bền đỗ đến cuối cùng. Xin giúp con hoàn tất cuộc đua trong đức tin và đoạt lấy giải mà Ngài dành cho con. Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 24. Hãy giúp con luôn tỉnh thức, bởi vì con không biết khi nào cuộc đời con sẽ kết thúc. Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 7. Cảm tạ Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bằng sự kêu gọi thánh, không phải do việc làm của chúng ta, nhưng theo mục đích riêng của Ngài và ân điển mà Ngài ban cho chúng ta từ muôn đời trước trong Đấng Christ Jesus. Ti-mô-thê nhì đoạn 1 câu 9. Xin sử dụng con để ảnh hưởng đến nhiều người khác vì vương quốc Chúa và vinh quang Ngài. Con hạ mình dưới bàn tay quyền năng của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc.